thần y trở lại, Ngô Bình. chương 219, kẻ vô dụng hay thiên tài. Ngô Bình mắt sáng lên, nói có được thanh bảo kiếm này thì chúng ta có thể ra ngoài rồi. Anh cõng Diệp Huyền, tay cầm kiếm đi về phía bên ngoài. Khi đến gần cửa động, Diệp Thiên Tông vội vã đón Diệp Huyền rồi hỏi, sư đệ, nó không sao chứ? Không sao cả, chỉ bị ngất đi thôi. Đợi khi ra được bên ngoài em sẽ chữa trị cho Diệp Huyền. Diệp Thiên Tông thở phào nhẹ nhóm, đáp thần võ ti có lẽ sẽ phái người tới điều tra, đến lúc đó chúng ta sẽ có hy vọng thoát ra ngoài. Ngô Bình cười đáp, chờ người cứu thì chẳng thà tự tìm cách cứu mình, thử thanh kiếm này đi. Nói rồi anh giơ thanh kiếm lên, chém nhiều nhát vào vách đá bên cạnh. Dưới lưới kiếm, vách đá vỡ vụn ra như miếng đậu phụ vậy, cả tảng đá bị chém rơi xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc, có người còn thò tay sờ thử phiến đá đó là một tảng đá bình thường, rất cứng. Tại sao thanh kiếm này lại có thể sắc bén đến mức này? Thật là khó tin. Ngô Bình, vần những tảng đá này ra đi. Tiếp đó, Ngô Bình lấy thanh kiếm chém nát vách đá còn những người khác vận chuyển những khối đá kia sang một bên. Chỉ trong vòng nửa tiếng, họ đã tạo ra được một lối đi rộng chừng 5 mét, đủ cho một người đi vừa. Trong lúc Ngô Bình và những người khác đang mắc kẹt trong động thì trên đỉnh núi có một người đàn ông trung niên to béo đang chắp tay, trên gương mặt ông ta là nụ cười xảo quyệt. Đằng sau lưng ông ta là mấy tên thuộc hạ, một tên thuộc hạ cười nói, "Ông Phật tính kế hay quá, Diệp Thiên Tông kia dù không bị đá rơi chết thì cũng không thể nào ra ngoài được." Người đàn ông kia chính là Độc Phật, ông ta ung dung đáp, sát khí trong động rất nặng, đám người đó ở bên trong không thể nào sống được quá 24 giờ. Một kẻ khác nói, "Ông Phật, hay là chúng ta cho đặt thuốc nổ để đảm bảo không có việc gì sơ sót." Độc Phật xua tay đáp, không cần, để lại một người giám sát nơi này, còn lại đi theo tôi. Người đàn ông trung niên quay lưng đi khỏi đó, ở trên đỉnh núi chỉ còn lại một gã đầu trọc ở lại giám sát tình hình. Audio điện tử võ tấn bền Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Ngô Bình đã tạo ra được một lối đi rộng mười mấy mét. Sau khi chém nhát kiếm cuối cùng, anh đạp mạnh một cái vào vách đá. Dầm một tiếng, một tia sáng lọt qua khe đá. Mọi người vui sướng gieo hò, cuối cùng thì cũng ra tới bên ngoài rồi. Ngô Bình là người đầu tiên ra khỏi động, cửa động nằm ngay cạnh đống đá vụn, anh chọn đường đi rất chuẩn, không hề lãng phí thêm chút sức lực nào. Lúc này, gã đầu chọc ở trên đỉnh núi đã nhìn thấy bọn họ ra khỏi động thì vô cùng kinh ngạc, vội vã cúi thấp người rồi âm thầm chuồn khỏi đó. Đợi tất cả mọi người ra khỏi động, Diệp Thiên Tông nói, chúng ta quay về thôi hai người ở lại dọn dẹp hiện trường còn những người khác đều theo diệp thiên tông đi về phía chỗ đỗ xe rồi lái xe quay về cùng lúc đó độc phật đang ngồi trên xe thì nhận được điện thoại của gã chọc nghe xong tin này ông ta xứng người đám người đó vẫn chưa chết sao sau khi cúp điện thoại ông ta khẽ thở dài nói dặn dò bên dưới lần này phải tham chiến rồi đám thuộc hạ kia cũng kinh ngạc không kém bọn họ chưa từng thấy độc phật lo lắng như vậy bao giờ một kẻ hỏi: "Ông Phật, Diệp Thiên Tông vẫn còn sống sao?" Đúng vậy, thậm chí còn cứu được Diệp Huyền ra ngoài, độc Phật vẻ mặt vô cùng khó tin, nói tiếp: "Sao bọn chúng lại phá được sát trận cơ chứ?" Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ sức ảnh hưởng của Diệp Thiên Tông ở Thiên Kinh lớn thế nào. Nếu Diệp Thiên Tông quay lại trả thù thì quả thực là quá đáng sợ. Trong một diễn biến khác, đoàn người do Diệp Thiên Tông dẫn đầu đã về đến nhà nhờ ngô bình cứu chữa diệp huyền cũng đã tỉnh lại lúc này diệp thiên tông mới hoàn toàn yên tâm ông ấy vỗ vai ngô bình sư đệ cậu đưa diệp huyền rời khỏi thiên kinh tới huyện minh dương ở tạm vài ngày thời gian này phiền cậu chăm sóc diệp huyền giúp anh ngô bình nhớn mày đáp sư huynh em cũng muốn tham gia vào cuộc chiến với độc phật diệp thiên tông từ chối ngay không được đây là trận huyết chiến tức là sẽ có người phải chết nếu để cậu đi thì quá nguy hiểm hơn nữa không phải anh bảo cậu chăm sóc Diệp Huyền giúp anh sao? Ngô Bình khẽ thở dài đáp, sư huynh, trận chiến này anh nắm chắc mấy phần thắng. Chín phần, Diệp Thiên Tông Bình thản đáp, tất cả mọi thứ về độc vật anh đều nắm rõ. Nhưng anh có thủ thuật, chiêu thức gì ông ta lại không hề biết. Cho nên ông ta chắc chắn không dám động tới anh. Thấy Diệp Thiên Tông tự tin như vậy, Ngô Bình mới hơi yên tâm, vậy được rồi, em và Diệp Huyền rời khỏi đây trước, mong mọi việc đều thuận lợi. Diệp Huyền vừa được chữa trị nên còn khá yếu, anh ta cất tiếng hỏi, "Sư thúc tổ, huyện Minh Dương là nơi nào vậy?" Ngô Bình cười đáp, "Đến rồi sẽ biết." Diệp Thiên Tông phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, ngay tối hôm đó Ngô Bình và Diệp Huyền lên xe rời Thiên Kinh. Người lái xe là Quảng Hải, ngoài ra còn một vài tài xế và vệ sĩ đi theo. Tất cả có 10 chiếc xe nhỏ và 5 xe hàng. Xe hàng chở đồ dùng thường ngày của Diệp Huyền, ví dụ như rượu, xì gà, còn 10 chiếc xe nhỏ kia thì có đến 8 chiếc là xe Việt dã và các loại xe đắt tiền của anh ta. Diệp Huyền thiếu ra bất luận là ở đâu cũng vô cùng coi trọng vấn đề hình thức, cho nên xe sang mang theo là đương nhiên. Đi cùng còn có cả quản gia và người hầu của anh ta. Còn nơi ở thì tạm thời là biệt thự Đông Hồ số 1. Lúc này, Ngô Bình và Diệp Huyền đang ngồi trên một chiếc xe sang, sắc mặt Diệp Huyền đã khá lên rất nhiều. Anh ta hỏi, "Sư thúc tổ Ông nội của đệ tử sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?" Ngô Bình nhìn Diệp Huyền đáp, đại sư huynh rất tự tin, anh không cần quá lo lắng. Cứ coi như đây là một chuyến du lịch đi." Diệp Huyền thở dài nói, một huyện lỵ nhỏ thì có thể có gì được cơ chứ? "Sư thúc tổ, hay là chúng ta đổi địa điểm đến Vân Kinh hoặc Nam Đô được không?" Ngô Bình từ chối luôn, "Không được, chỉ có thể đến huyện Minh Dương." "Không phải anh còn yếu sao? Vừa hay tôi sẽ giúp anh điều hòa khí huyết." sau này còn sinh cho ông nội anh một đứa cháu nội mập mạp diệp huyền thiếu điều nhảy lên sư thúc tổ sao thúc cũng bắt đầu giống ông nội vậy tự nhiên bảo đệ tử phải sinh con thật là quá đáng ngô bình cười đáp sao thế không có cô nào lọt vào mắt xanh à diệp huyền bĩu môi một mình sướng biết bao nhiêu tự nhiên có thêm một cô gái níu chân làm gì cơ chứ đệ tử chơi chưa đã ngô bình hỏi đợi thiên kinh yên ổn trở lại anh có từng nghĩ đến việc xuất hiện với thân phận mới không? Diệp Huyền ngẩn người, thân phận mới sao? Ngô Bình nói với vẻ nghiêm túc, không sai, tin anh là cháu nội của Diệp Thiên Tông sợ rằng đã truyền khắp thiên kinh rồi. Trong tương lai sẽ ngày càng nhiều thế lực muốn tiêu diệt anh. Diệp Huyền cười khổ, sư thúc tổ, nói như vậy thì sớm muộn đệ tử cũng trầu ông vài sao. Ngô Bình cho nên không muốn chết thì buộc phải luyện võ. Diệp Huyền hoảng hốt, học võ. Sư thúc tổ đang đùa sao? Nếu đệ tử mà có khả năng học võ thì ông nội đã không bỏ bê đệ tử rồi." Ngô Bình cười đáp, "Anh không chỉ là người có khả năng học võ mà còn rất có tố chất để học võ giỏi nữa là đằng khác." Diệp Huyền sững người, "Đệ tử có tố chất học võ sao? Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Sư thúc tổ đừng đùa nữa." Ngô Bình đáp, "Trước đây tôi chưa quan sát kỹ cơ thể anh nhưng ban nãy khi trị liệu tôi đã phát hiện ra một điều rất đặc biệt. Tôi đã xem qua kinh mạch của anh, kết quả rất bất ngờ. Diệp Huyền trước mắt, hỏi, sư thúc tổ phát hiện ra điều gì vậy? Ngô Bình, kinh mạch của anh không giống với người bình thường, số lượng và độ rộng đều gấp đôi người bình thường. Thể chất như vậy được gọi là thiên mạch, người có thiên mạch mà luyện võ thì ít tốn công khổ luyện mà kết quả lại tốt hơn người bình thường rất nhiều lần, không thua kém tiên cốt là bao. Thế nhưng kinh mạch này cũng có một nhược điểm là quá dày, quá phức tạp, lại còn chưa được hoàn thiện nếu như không được người uyên thâm chỉ điểm thì sẽ không tu luyện được những điều ngô bình nói đều là sự thật lúc trị liệu cho diệp huyền anh cũng rất ngạc nhiên không ngờ anh ta lại có thể chất đặc biệt như vậy diệp thiên tông rõ ràng không hiểu rõ đặc điểm của thiên mạch nên mới cho rằng diệp huyền không thích hợp để tu luyện ông ấy không biết rằng diệp huyền không những có thể tu luyện mà còn là thiên tài trong lĩnh vực này có điều anh chưa nói với diệp thiên tông chuyện này hiện giờ diệp thiên tông đang chuẩn bị cho trận quyết chiến không nên làm ông ấy phân tâm. Vẻ mặt Diệp Huyền rất kỳ lạ, sư thúc tổ, thúc nói thiên mạch của đệ tử rất phù hợp để luyện võ sao. chương 220, Mưa máu gió tanh. Ngô Bình gật đầu, không phải phù hợp mà là cực kỳ phù hợp. Cho nên giờ tôi hỏi anh một câu, Diệp Huyền, anh có muốn tu luyện không? Diệp Huyền nhìn Ngô Bình chân chân, một lúc lâu sau, anh ta gật mạnh đầu, đệ tử muốn tu luyện, chưa giờ nào phút nào là không muốn. Đệ tử rất hy vọng mình có thể trở thành một cao thủ võ lâm, đích thân báo thù cho bố mẹ. Nhưng ông nội nói thể chất của đệ tử không tốt, nếu tu luyện thì càng dễ chết hơn, cho nên ngay từ nhỏ đã không cho phép đệ tử luyện võ. "Sư thúc tổ, đệ tử có thực sự là thiên tài tu luyện không? Việc này là thật sao?" Rõ ràng là Diệp Huyền không dám tin những gì Ngô Bình nói. Dù gì từ bé đến lớn, anh ta luôn cho rằng mình là một kẻ vô dụng không thể luyện võ. Ngô Bình cười đáp, mặc dù cơ thể anh hiện giờ rất yếu nhưng về phương diện đó lại rất mạnh đúng không? Diệp Huyền ngại ngùng, gãi đầu đáp, thì cũng ổn, một buổi tối cũng tiếp được 7-8 cô. Có điều hai năm nay tem tém lại vì ông nội quản chặt quá. Ngô Bình, hơn nữa bình thường anh còn rất khỏe, đặc biệt là khi còn nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, không sai, lúc còn học mẫu giáo một mình đệ tử đánh được 10 đứa trẻ khác, bọn nó đều không phải đối thủ. Sau này lớn hơn chút, không thích đánh người nữa. Có điều, đệ tử thường xuyên rèn luyện sức khỏe, sức khỏe cũng tốt hơn người thường. Người khác đẩy tạ 50 cân thì đệ tử đẩy được tạ 100, 150 cân. Ngô Bình, đó đều là biểu hiện tiêu biểu của thiên mạch, là do trong người anh có hai hệ thống mạch, trong đó có một hệ thống gần đây mới được hoàn thiện. Diệp Huyền hỏi, sư thúc tổ, tại sao ông nội lại không biết việc đệ tử có hai loại kinh mạch? Ngô Bình, chưa chắc ông nội anh đã biết nhiều hơn tôi thậm chí đại sư huynh còn không biết thiên mạch là gì cho nên mới nghĩ kinh mạch của anh dị dạng không phù hợp để tu luyện diệp huyền nghe vậy thì vô cùng phấn chấn sư thúc tổ có thể dạy đệ tử võ công được không được ngô bình mỉm cười đáp ngoan ngoãn ở lại huyện minh dương đi nếu nghe lời thì tôi sẽ truyền cho tuyệt học võ công ngô huyền gật đầu như gà mổ thóc việc gì cũng nghe theo sư thúc tổ hết ngô bình nghe anh ta cứ luôn miệng gọi mình là sư thúc tổ thì cảm thấy hơi ngại nên nói sau này không cần gọi sư thúc tổ nữa, cứ gọi tên tôi là được rồi." Diệp Huyền vội vã xua tay, "Không được, không được, nếu ông nội mà biết thì sẽ đánh đệ tử cho xem. Thế này đi, sau này đệ tử gọi ngắn gọn là Tiền Bối thôi có được không?" Ngô Bình nghĩ lại thì thấy cách xưng hô này nghe còn lọt tai hơn nên gật đầu đồng ý. Diệp Huyền cười hi hi, "Nói Tiền Bối, chúng ta tới đó rồi lập tức luyện công được không?" "Đệ tử bảo đảm sẽ chăm chỉ khổ luyện, quyết không lười biếng." Ngô Bình ừm một tiếng, vẫn còn vài tiếng mới đến nơi, anh nghỉ ngơi chút đi. Khi tới huyện Minh Dương thì trời đã tối. Chiếc xe đi vào biệt thự đông hồ số 1, Ngô Bình bố trí phòng ở cho Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi trên xe cả nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy mệt. Vừa mới tới nơi đã đòi Ngô Bình truyền dạy cung phu. Ngô Bình học được rất nhiều phương pháp tu luyện ở trên phiến ngọc. Anh quyết định trước tiên sẽ dạy đoàn thể thuật cho Diệp Huyền để anh ta có nền tảng vững chắc để luyện võ. Nội dung mà Ngô Bình dạy cũng không khó, là đoàn thể thuật trung cấp, sau đó anh bảo Diệp Huyền luyện tập. Thế nhưng chưa được bao lâu thì Diệp Huyền đã kêu oai oái vì có vài động tác quá khó, phải kéo giãn gân cốt mà quá trình kéo giãn này đương nhiên là đau thấu trời. Ngô Bình mặc kệ Diệp Huyền kêu than, vẫn bắt anh ta luyện hết lần này đến lần khác, đến tận khi anh hài lòng mới thôi. Sau khi dạy xong mấy động tác, Ngô Bình bảo Diệp Huyền tiếp tục luyện tập còn mình thì về nhà. Lúc đó là hơn 10 giờ đêm. Ngô Mi đã đi ngủ còn Trương Lệ thì đang xem TV. Thấy con trai về, Trương Lệ vui mừng khôn xiết, lập tức đi nấu vài món ngon cho anh. Hoàng Tử Cường và Cương Tử cũng tới gặp anh. Hoàng Tử Cường hiện tại tu vi đã tiến bộ nhiều, đã luyện thành cương khí. Đó hoàn toàn là nhờ có phương pháp hít thở mà Ngô Bình chỉ dạy. Phương pháp đó giúp cải tạo cơ thể. Nếu không thì Hoàng Tử Cường e rằng cả đời cũng không đạt được tới tu vi như hiện tại. Tử Cường ở nhà có chuyện gì không, Ngô Bình hỏi. Hoàng tử cường gật đầu đáp, cậu chủ, mọi việc đều bình thường. Đúng rồi, biệt thự xây trên đất nhà cũ đã bắt đầu khởi công, mai cậu đi xem xem. Ồ, nhanh vậy sao, Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Hoàng tử cường định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng, thế nhưng sau cùng vẫn quyết định nói ra, cậu chủ, còn một việc nữa tôi nghĩ cần báo lại. Hình như Ngô Mi có người yêu rồi. Ngô Bình xứng người, Tiểu Mi có người yêu sao? Không thể nào. Hoàng tử Cường mở điện thoại, tìm một tấm ảnh rồi đưa cho Ngô Bình xem. Trong bức ảnh, Ngô Mi và một anh chàng rất điển trai trông vô cùng tình cảm. Ngô Bình sầm mặt lại, hỏi, tên nhãi này học trường nào vậy? Anh đã điều tra chưa? Hoàng tử Cường đã điều tra rồi, cậu ta tên Dương Kiệt, là học sinh thuộc top 5 ở trường. Bố của Dương Kiệt là thương nhân giàu có ở huyện, tài sản phải lên tới mấy trăm triệu tệ. Mẹ là cán bộ nhà nước, cũng có chút quyền lực ngô bình nhến răng kèn kẹt hỏi ngô my và cậu ta quen nhau từ lúc nào hoàng tử cường tôi có điều tra thông tin từ bạn học cô bé hai đứa quen nhau chưa lâu cùng lắm là một tuần đúng rồi ban đầu dương kiệt định đi nước ngoài du học nhưng giờ lại không đi nữa là vì ngô my sao ngô bình hỏi hoàng tử cường gật đầu đúng vậy hình như cậu ta còn cãi nhau với bố mẹ vì chuyện đó đã ba ngày chưa về nhà rồi cứ ở diệt ký túc xá của trường ngô bình thở dài chuyện tình yêu tuổi mới lớn này anh cũng không tiện can thiệp quá sâu nhưng ngô my còn nhỏ yêu đương sớm như vậy có ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai bên đúng lúc này trương lệ gọi ngô bình vào ăn cơm anh vội vã hỏi mẹ mẹ có biết chuyện tiểu my có người yêu không trương lệ cười đáp đương nhiên là biết rồi cậu bé đó không tồi rất đẹp trai ngô bình hạn hán lời hồi anh mới lên cấp ba có yêu đương phụ huynh phát hiện liền cho anh ăn mấy roi vậy mà sao Ngô Mi lại bình an vô sự vậy? Mẹ, Ngô Mi vẫn còn nhỏ, mẹ phải quản chứ không thể mặc kệ nó được, anh bắt đầu xúi dục Trương Lệ ra tay quản giáo Ngô Mi. Trương Lệ vẻ mặt vô cùng khó hiểu, đáp tiểu bình, tư tưởng của con lạc hậu quá vậy. Thanh niên mà, nếu không yêu đương vài lần thì cuộc sống vô vị biết bao. Ngô Bình cứng họng, anh cảm giác mẹ mình đã biến thành một người khác. Anh còn định nói thêm vài câu nhưng Trương Lệ đã xua xua tay, sau đó tiếp tục quay vào dọn dẹp bếp núc. Ngô Bình tức quặn ruột, anh gọi Hoàng Tử Cường ra hỏi, Dương Kiệt này có phải người tốt không vậy? Hoàng Tử Cường, cậu bé đó khá tốt bụng, thường xuyên âm thầm quyên góp, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa, cậu ấy còn mua đồ ăn cho chó hoang mèo lạc nữa. Dương Kiệt này càng giỏi, càng tốt bao nhiêu thì Ngô Bình lại càng thấy buồn bực. Nếu là một tên khốn thì anh có thể đấm cho chạy mất xếp được nhưng người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn tốt bụng thì lần này khó giải quyết rồi. Anh thở dài đáp, tôi biết rồi, anh đi nghỉ ngơi đi. Hoàng tử Cường và Cương tử tạm biệt Ngô Bình còn anh thì buồn bực ngồi một chỗ ăn điểm tâm đêm, sau đó tiếp tục luyện thần ý. Mấy ngày nay, anh đang tập trung nghiên cứu các kiến thức võ thuật, các loại tâm pháp rồi thử thực hành. Nhờ việc thường xuyên học hỏi và thực hành, anh ngày càng trở nên uyên bác. Có điều, nếu muốn đạt tới sơ mộ thì còn cần phải có cơ duyên trong lúc ngô bình đang khổ luyện thì ở thiên kinh đã xảy ra một trận mưa máu gió tanh tám cao thủ của độc phật gần như bị tấn công cùng một lúc có kẻ bị lửa thiêu cháy có kẻ trúng độc mà chết có kẻ đột nhiên phát điên rồi tự sát độc phật rời khỏi thiên kinh định ra nước ngoài trốn để không đụng độ với diệp thiên tông có điều ông ta đã đánh giá thấp quyết tâm trả thù của diệp thiên tông máy bay ông ta ngồi vừa bay vào vùng biển ít lâu thì đột nhiên bốc cháy rơi xuống từ độ cao mấy chục nghìn mét Độc Phật và đám tay chân thân tín trên máy bay không một ai sống sót. Chương 221, quả báo nhãn tiền. Gần như cùng lúc đó, Trương Nguyên Cổ và những thuộc hạ thân tín khác cũng bị nhiễm khí độc trong quá trình làm nhiệm vụ khiến gương mặt bị ăn mòn, mù mắt và lở loét khắp người phải tới bệnh viện cấp cứu. Hôm đó, một số thế lực thường qua lại mật thiết với Độc Phật và Trương Nguyên Cổ cũng xảy ra rất nhiều sự cố. Mà trong quá trình báo thù này, Diệp Thiên Tông thậm chí không phải điều động đi dù chỉ một cao thủ tiên thiên. Ngày hôm sau, lúc 7 giờ sáng Ngô Bình nhận được một cuộc điện thoại của Diệp Thiên Tông. Ông ấy nói tình hình Thiên Kinh đã ổn định, giờ chỉ cần dọn dẹp tàn cuộc. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm, anh biết Độc Phật và Trương Nguyên cổ chuyến này đã xong đời rồi. Anh nói, "Chúc mừng sư huynh, Diệp Huyền tạm thời để ở chỗ em để em dạy võ đi." Diệp Thiên Tông cười đáp, thể chất của nó không hợp tu hành. Sư đệ không cần lãng phí sức lực đâu. Ngô Bình, sư huynh, e là anh nhìn nhầm rồi. Thể chất của Diệp Huyền là thiên mạch, là kỳ tài luyện võ, sao lại không thích hợp để tu luyện cơ chứ? Chẳng qua là do sư huynh không biết tới cái gọi là thiên mạch nên mới phán đoán sai. Diệp Thiên Tông giật mình, sư đệ, cậu nói thật sao? Ngô Bình cười đáp, vô cùng chắc chắn, hôm qua em dạy đoàn thể thuật, Diệp Huyền học rất nhanh. Sư huynh cứ trở tin tốt đi. Diệp Thiên Tông hít sâu một hơi, đáp, sư đệ, đa tả cậu. Sau khi xong việc chúng ta gặp nhau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình ăn sáng rồi đi tới biệt thự đông hồ số 1. Trong sân, Diệp Huyền đang nghiến răng chịu đau để luyện đoàn thể thuật. Nhìn đôi mắt anh ta đỏ ngầu, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Nhìn động tác cũng đã vô cùng thuần thục rồi. Không ngủ sao, Ngô Bình hỏi. Diệp Huyền tuyết miệng cười đáp, tiền bối, đệ tử luyện có ổn không? Ngô Bình gật đầu đáp, "Không tệ, thấy cậu có tinh thần học tập thế này tôi sẽ dạy thêm vài động tác nữa." Thế rồi trong sân lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyền. Có điều anh ta ý chí kiên định, vẫn kiên trì luyện tập từng động tác đến khi Ngô Bình hài lòng mới thôi. Tối qua Ngô Bình dạy 4 động tác, hôm nay thêm 4 động tác nữa là cả thải 8 động tác. Anh bảo Diệp Huyền tập đi tập lại những động tác này rồi hôm sau anh sẽ lại tới kiểm tra. Sau khi ra khỏi biệt thự, anh đi tới nhà cũ anh thấy căn biệt thự đã được xây xong một nửa, vừa sáng sớm mà công nhân đã đang làm việc rồi. Vương Hiến Sâm ở đó chỉ đạo, xem ra ông ta bỏ nhiều tâm sức, vô cùng hết lòng với dự án này. Cậu Ngô thấy Ngô Bình tới, Vương Hiến Sâm vội vã chạy ra đón, mặt cười tươi như hoa. Trước đó, Ngô Bình làm mối cho Lý Quảng Long mua một lô vật liệu xây dựng của Vương Hiến Sâm. Do quy mô của nhà máy thuốc khá lớn, tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu tệ nên chỉ riêng một đơn hàng vật liệu xây dựng đó thôi cũng đủ để Vương Hiến xâm kiếm ít nhất là 50 triệu tệ. Ngô Bình gật đầu, không tồi, xây nhanh quá. Vương Hiến xâm cười đáp, như vậy là còn chậm do có một số quy định nghiêm ngặt với công trình phải tuân theo. Chậm một chút cũng không sao, Ngô Bình đáp. Hai người họ nói chuyện chưa được bao lâu thì có người đi tới. Người đó đi xe điện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Người này Ngô Bình có quen, là người của khu phố bên hồi nhỏ hay chơi cùng anh thường gọi là thắng tử nhưng tên thật của cậu ta là trương bửu thắng tiểu bình không hay rồi ông ngoại cậu bị người ta đâm phải mau tới xem tình hình ngô bình kinh ngạc vội nói bửu thắng cậu đi trước dẫn đường đi thắng tử quay đầu xe đi về phía hiện trường vụ tai nạn ngô bình theo sát phía sau thắng tử lái rất nhanh nhưng ngô bình vẫn theo kịp mà mặt không đỏ mồ hôi cũng không rơi sau khi ra khỏi con hẻm rẽ trái là tới đường lớn, đi thêm hơn một cây số nữa là thấy ngã từ phía trước có một đám người đang súng đông súng đỏ, có người còn đang la ó gì đó. Trương Bửu Thắng, Tiểu Bình, chính là ở phía trước. Ngô Bình nhanh chóng lao tới, tách đám đông kia ra thì thấy ông ngoại đang ngồi trên mặt đất, bị ngã bể đầu gối, trên chán cũng chảy máu, trông ông ngoại vô cùng đau đớn. Chiếc xe ba bánh của ông thì đổ sang bên cạnh, bánh trước đã bị đâm biến dạng. Bên cạnh đó là một gã đàn ông cao lớn thô kệch, chừng ngoài 30 tuổi. Hắn ta mặc một chiếc áo hoa, trên cánh tay là hình xăm mãnh hổ màu xanh, đeo dây chuyền vàng to bự. Hắn ta chỉ vào ông ngoại Ngô Bình mà quát bằng giọng cay độc, "Già rồi sao không chết đi? Biết cái xe này của tôi bao nhiêu tiền không? Nhớ đâu đâm hỏng thì mẹ nó, ông đền nổi không hả?" Đằng sau hắn ta là một chiếc Land Rover màu trắng, trên xe còn có một người phụ nữ mặc váy hai dây đang cúi đầu nghịch điện thoại. Xin lỗi, xin lỗi, ông ngoại Ngô Bình liên tục nói. Ông là người thật thà chất phác, đâu có biết tai nạn này là do lỗi của bên kia cho nên vẫn cúi đầu xin lỗi. Ngô Bình vội vã ngồi xổm xuống kiểm tra cho ông ngoại, cũng may không có vết thương nào quá nguy hiểm. Anh dìu ông ngoại đứng dậy rồi hỏi, ông ơi, đã xảy ra việc gì vậy? Cậu là người nhà ông ta sao? Đến đúng lúc lắm, ông ta làm xước xe tôi rồi, hai nghìn tệ, nôn tiền ra đây. Ngô Bình chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta mà chăm chú nhìn ông ngoại mình. Anh hiểu rõ ông ngoại hiền lành lương thiện, đi đường lúc nào cũng cẩn thận. Việc này 90% là do bên kia sai. Ông ngoại xua tay nói, Tiểu Bình, thôi bỏ đi. Một bác gái bên cạnh nói với Ngô Bình, chàng trai trẻ, ban nãy đèn xanh, mấy người bọn cô và ông ngoại cháu đang sang đường bình thường thì chiếc xe kia đột nhiên quẹo vào, đâm ngã ông ngoại cháu. Gã đâu con kia trừng mắt lườm bác gái, bác gái sợ quá không dám nói tiếp nữa, vội vã nhìn sang phía khác. Bà già kia nói vớ vẩn cái gì thế, con mắt nào của bà nhìn thấy hả, sau đó hắn chỉ vào mặt ngô bình, hống hách nói, danh con, đền tiền ngay. Ông đây còn đang bận đi bàn chuyện làm ăn, không sức đâu mà ở đây đôi co với đám nghèo rất mùng tơi chúng bay. Ngô Bình mỉm cười đáp, được, tôi đền. Anh rút điện thoại ra, chuyển luôn 2.000 tệ cho hắn. Tên đô con hừ một tiếng, nói coi như cậu thức thời. Ngô Bình cười ha ha vỗ vỗ vai hắn đáp, thật ngại quá, lần sau chúng tôi sẽ chú ý. Tên đồ con kia đột nhiên cảm giác hơi ớn lanh, nhưng hắn cũng không để ý nhiều mà gần giọng quát cút đi. Tên đồ con lên xe, đạp ga rồi phóng vút đi. Ngô Bình mặt không cảm xúc, dựng lại chiếc xe ba bánh, nói với ông ngoại, ông ngoại, chúng ta về nhà thôi. Những người xung quanh thi nhau bàn tán, có người nói Ngô Bình quá nhu nhược, có người lại bảo một điều nhịn chín điều lành. Tên đồ con đi chiếc Land Rover, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền có quyền, không nên chọc vào. Bọn họ đâu biết Ngô Bình đã châm sáu kim lên người gã đồ con, lại còn âm thầm ra tay. Tiếp theo, mấy ngày sau đó hắn sẽ sống không bằng chết. Tên đồ con đi được một đoạn thì đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nên đưa tay lên gãi, nhưng càng gãi lại càng ngứa, dần dần cơn ngứa càng nặng. Hắn đành phanh kít xe lại, không ngừng đưa tay gãi khắp người. Người phụ nữ ngồi bên cạnh kinh ngạc hỏi, anh bì, anh sao vậy? Gã đồ con không đáp mà tiếp tục gãi, chẳng mấy chốc đã gãi chóc hết ra, gãi chảy cả máu. Hắn kinh ngạc phát hiện ra khi hắn gãi rách ra ra thì cảm thấy cơn ngứa như được giải tỏa. Cho nên hắn càng ra sức gãi, chẳng mấy chốc đã gãi mạnh đến nỗi một số bộ phận trên cơ thể máu thịt lẫn lộn. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi là hắn gãi càng mạnh thì càng cảm thấy thoải mái, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Á, à, Vài phút sau, trong xe vọng ra tiếng kêu chói tai của người phụ nữ. Cô ta vội vã xuống xe, gọi điện báo cảnh sát. 10 phút sau, cảnh sát đến nơi, khống chế anh bị toàn thân đầy máu me kia rồi vội vã đưa tới bệnh viện. Chương 222, xâm nhập trái phép. Ngô Bình đưa ông ngoại về nhà, giúp ông xử lý vết thương rồi nói, "Ông ngoại, sau này ông đừng lái xe ba bánh ra ngoài nữa, bên ngoài xe cộ như mắc cười, vô cùng nguy hiểm." Ông có tuổi rồi, nhớ bị đâm phải thì to chuyện thế này đi cháu tìm một tài xế cho ông ông muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa ông đi có được không ông ngoại vội vã xua tay không cần không cần vậy thì tốn kém lắm ông còn chẳng phải cán bộ về hưu cần tài xế làm gì ngô bình cười đáp ông ngoại thân phận của ông còn hơn cả cán bộ hưu ấy chứ ông xem này nói rồi anh lấy thẻ công tác của cục bảo an quốc gia cho ông ngoại xem ông ngoại tròn mắt, cháu giờ đã thành cán bộ rồi sao? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, hiện giờ cháu ngang hàng với thị trường đấy. Là ông ngoại của cán bộ thì có tài xế riêng chẳng phải quá hợp lý sao? Thế nhưng ông ngoại vẫn xua tay, đáp không được, không được. Như vậy quá lãng phí. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát, quyết định nghĩ phương án khác, ông ngoại, hay là ngày mai ông và bà ngoại chuyển tới biệt thự đông hồ số 3 ở đi. Như vậy thì mẹ cháu cũng tiện chăm sóc ông bà, bên đó cũng có tài xế. Nếu ông muốn ra ngoài thì bảo tài xế đưa đi là được. Như vậy có được không? Ông ngoại suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi bà ngoại, bà nó thấy sao? Bà ngoại cười đáp tiểu bình bảo sang thì chúng ta sang đó ở tạm. Chỗ đó tôi từng đi qua vài lần rồi, nhiều phòng lắm, ở được. Ngô Bình cười đáp, đợi biệt thự nhà chúng ta xây xong thì sẽ chuyển về đó. Biệt thự xây trên đất nhà cũ, ngày nào ông ngoại cũng tới xem mấy lần mới yên tâm ông ngoại nghe xong thì vui vẻ đáp được đến lúc đó chúng ta cùng chuyển vào ngô bình giúp ông ngoại xử lý vết thương còn bà ngoại nhanh chóng bưng lên một bát canh hạt sen bắt anh uống bằng hết mới thôi ngô bình không còn cách nào chỉ đành một hơi uống sạch vừa đặt bát xuống thì có người gõ cửa bà ngoại ra mở cửa thì có một giọng nói thô kệch vang lên anh trai em tới thăm anh đây nghe giọng nói này ngô bình lập tức nghĩ tới một gương mặt vừa đen vừa tròn sau đó một ông già mặc áo ba lỗ trắng, đầu hói nửa già bước vào. Đằng sau ông ta là một người thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, đầu trâu mặt ngựa, mắt híp, tóm lại là trông vô cùng thô bỉ. Vừa nhìn thấy hai người này, bà ngoại vừa có vẻ sợ hãi, vừa có vẻ bất lực. Ngô Bình có ấn tượng sâu sắc với người này, ông ta tên Trương Lập Quân, là em họ của ông ngoại. Trương Lập Quân này cứ dăm ba hôm lại chạy tới đòi vay tiền, nếu không cho vay là sẽ ở lì đó ăn trực nằm trực. Mấy năm trước, nhà nước giải tỏa nhà của Trương Lập Quân, ông ta được đền bù ba căn nhà, lại thêm hơn một triệu tệ. Từ đó không thấy ông ta đến nữa, nhưng hôm nay đột nhiên ông ta lại xuất hiện, quả là khiến người ta bất ngờ. Người thanh niên đằng sau Trương Lập Quân Ngô Bình cũng còn nhớ. Anh ta tên là Trương Khải Thần, là con trai Trương Lập Quân. Hồi nhỏ anh ta thường ở nhà ông ngoại có khi đến nửa tháng, vì lớn hơn Ngô Bình vài tuổi nên thường xuyên bắt nạt anh. Ông ngoại hỏi, Lập Quân, sao chú lại đến đây? Trong nhà vẫn ổn cả chứ? Nhắc tới nhà, Trương Lập Quân thở dài đáp, anh trai, đừng nhắc nữa. Mấy năm trước được đền bù nhà nên hoàn cảnh có tốt lên một chút, thế nhưng thằng nghịch tử này lại ham mê chứng khoán. Nó mang nhà đi thế chấp lấy 3 triệu tệ đi chơi chứng khoán. Lần này thì hay rồi, 3 triệu đổ vào đó mất trắng. Hai ông bà ngoại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ 3 triệu tệ nói bốc hơi là bốc hơi như vậy sao? Thằng nhóc này chơi chứng khoán kiểu gì vậy? Trương Khải Thần xoa xoa mũi, nói, bố, nếu lần đó con nhanh tay hơn một chút thì ít nhất cũng kiếm được 5 triệu tệ. Nói cho cùng là do con không đủ vốn, nếu có vốn dày thì chắc chắn con sẽ kiếm được tiền. Có cái RM, Trương Lập Quân tức đến mức chửi thề, tao có cho mày 100 triệu tệ thì mày cũng phá sạch. Nói rồi, ông ta nhìn ông ngoại Ngô Bình, cười nói, anh à, em tới là vì muốn cầu xin anh một việc. Từ từ đã, Ngô Bình lập tức can thiệp, ông họ, Cháu nhớ ông từ trước đến giờ đã vay ông ngoại cháu mấy trăm nghìn tệ rồi mà. Đặc biệt là hồi cháu còn nhỏ, tiền hồi đó có giá bao nhiêu, vậy mà ông chưa từng trả lại ông cháu một đồng. Nếu lần này ông lại tới vay tiền thì cũng được thôi, nhưng ông trả lại số tiền đã mượn trước đó đi đã. Trương Lập Quân sầm mặt lại, cậu nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy? Tôi mượn tiền anh trai tôi là do chúng tôi có quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất trong số các anh em. Cậu thấy tôi mượn tiền người khác bao giờ chưa? Ngô Bình cười lạnh, là do những người khác thì không dám cho ông mượn tiền nhỉ. Trương Lập Quân nổi trận lôi đình, thằng danh con, người lớn nói chuyện cứ chó cái mồm vào làm gì hả? Trương Khải Thành cũng lập tức trợn mắt lên nhìn Ngô Bình, quát căm mồm, ở đây không có chỗ cho mày nói. Ngô Bình, hôm nay tôi sẽ quyết định thay ông bà tôi. Nếu các người đến vay tiền thì ngại quá, chúng tôi không có. Không cho vay sao, Trương Khải Thành nhớn mày, nói lớn các anh em, vào đây năm tên đô con lực lưỡng xông vào tên nào tên nấy trên người đủ thứ mực nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì tên nào tên nấy mắt liếc ngang dọc trông vô cùng hung hiểm ông bà ngoại sợ đến nỗi không dám nói gì ngô bình thì giờ đã thực sự nổi giận anh nói trương khải thành anh được lắm còn tìm cả xã hội đen tới gây chuyện sao trương khải thành cười lạnh coi như mày có mắt các anh em của tao đều là dạng có máu mặt ở đây đấy ngô bình âm thầm mở ghi âm điện thoại nói, vậy sao, nói như vậy thì là anh đến cướp tiền của nhà tôi đúng không? Nếu tôi không đưa tiền thì anh sẽ đánh tôi sao? Trương Khải Thành cười nham hiểm, danh con, nói thật cho mày biết, hôm nay kiểu gì mày cũng phải nôn tiền ra nghe chưa? Ngô Bình, anh muốn bao nhiêu? 300.000 tệ, Trương Khải Thành nói lớn, tao thấy nhà mày còn xây cả biệt thự rồi, chắc chút tiền mọn này không thiếu đâu nhỉ. Mau đưa tiền thì tao sẽ cho anh em tao rút. Ngô Bình lắc đầu, xin lỗi, tôi không thể đưa anh tiền. Trương Khải Thành quắc mắt, không đưa, có tin giờ tao cho người đánh mày một trận nên thân không? Tôi không tin, Ngô Bình nhìn anh ta, cố tình khiêu khích. Trương Khải Thành bắt đầu trột dạ, vốn anh ta đưa người tới chỉ để dọa dẫm chứ không dám đánh người thật. Dù gì đây cũng là xã hội pháp quyền, đánh người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngô Bình, không dám ra tay sao, vậy mời các người ra ngoài cho. Trương Khải Thành nghiến răng, chỉ mặt ngô bình quát, được. Tao không đánh mày, có điều nhà tao thế chấp rồi, giờ không có chỗ ở, sau này tao sẽ ở nhà mày. Ăn vạ sao, ngô bình cao mày, tôi nói lần cuối cùng, đây là nhà tôi, mời các anh ra ngoài. Trương Khải Thành cười lạnh, nói với mấy tay côn đồ kia, các anh em, mọi người cứ ở lại. Sau này đây chính là nhà của chúng ta. Mấy tay côn đồ kia lập tức di chuyển bàn ghế, lấy ra bộ bài tú lơ khơ ngồi thản nhiên chơi giữa sân nhà. Ngô Bình bảo ông bà ngoại đi vào trong nhà, sau đó gọi cho Chu Nhược Tuyết. "Cảnh sát Chu, có người xâm nhập nhà tôi trái phép, lại còn uy hiếp tôi đòi tiền. Cô có thể dẫn người tới đây một chuyến được không?" Chu Nhược Tuyết nghe xong lập tức đáp, "Được, tôi lập tức cử người tới." Hai bố con Trương Lập Quân nghe được nội dung cuộc điện thoại nhưng tỏ ra chẳng quan tâm, cho rằng Ngô Bình chỉ đang dọa dẫm mà thôi. Thế nhưng, hơn 10 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Lúc này đám người kia không ngồi yên được nữa, Trương Khải Thành nhảy lên, giận dữ nói, thằng kia, mày dám báo cảnh sát thật sao? Ngô Bình mở cửa, Chu Nhược Tuyết đi vào nhà, cô nói, Ngô Bình, lâu quá không gặp anh. chương 223, dập đầu nhận lỗi. Có ba người cảnh sát đi theo sau Chu Nhược Tuyết, họ đều còn trẻ tuổi. Ngô Bình, cảnh sát Chu, những người này tự ý xông vào nhà ông ngoại tôi rồi uy hiếp tôi và bắt ông tôi cho họ mượn tiền chu nhược tuyết lạnh mặt nhìn chằm chằm vào nhóm trương lập quân các người giỏi quá nhỉ có biết tự ý xông vào nhà người khác sẽ bị phạt hình sự thế nào không trương lập hoảng mang rồi vội nói cô cảnh sát cô đừng nghe nó nói linh tinh chúng tôi đâu có tự ý xông vào nhà dân là đến thăm người thân mà ngô bình lấy điện thoại ra tôi đã ghi âm lại rồi chu nhược tuyết cầm lấy điện thoại rồi nghe đoạn ghi âm ấy sau đó cô ấy dựng lông mày lên quát giải về đồn hết cho tôi ba người cảnh sát kia tiến lên bắt nhóm trương lập quân và trương khải thần về thẩm vấn trương khải thần nói sao các người lại bắt tôi tôi không trộm không cướp tôi sẽ kiện các người nhưng nhóm cảnh sát hoàn toàn phớt anh ta sau đó còng tay cả đám rồi đưa lên xe những người còn lại thì cúi đầu xuống không dám ho he gì chu nhược tuyết cười lạnh nói các người là xã hội đen hả bọn họ vội lắc đầu chối không không cô cảnh sát chúng tôi chỉ đứng về phe trương khải thần thôi chứ chưa làm gì cả. Ngô Bình, biến hết đi. Đám đó như được đại xá, vội vàng chạy mất dép. Loáng cái, bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, ông bà ngoại của Ngô Bình nhanh chóng lấy hoa quả ra biếu cho nhóm Chu Nhược Tuyết. Ngô Bình mời họ ngồi rồi cười nói, cảnh sát Chu, phiền cô rồi. Chu Nhược Tuyết cười xòa, tôi có điều muốn hỏi lãnh đạo Ngô, anh là cao thủ cơ mà, sao lại sợ mấy tên đó? Ngô Bình cười nói, chính vì tôi biết võ nên mới không ra tay với họ, nếu tôi ra tay thì họ không chết cũng bị thương nặng, như thế là phạm pháp mà. Chu Nhược Tuyết gật đầu, có lý, tôi nghe thầy Hà bảo anh có thân phận không đơn giản, chuyện em gái anh mất tích lần trước đã làm kinh động tới cả thị trường thành phố và chủ tịch tỉnh. Ngô Bình xua tay, đừng nghe ông ấy nói linh tinh, tôi thì có thân phận gì chứ, chỉ là một người dân bình thường thôi. Chu Nhược Tuyết chẹp miệng, giám sát cấp 2 mà là người bình thường à ngô bình ngây ra cô biết rồi ư chu nhược tuyết thầy hà kể cho tôi nghe đấy thầy có bạn ở bộ công an nên thầy biết rõ thân phận của anh rồi suốt lời cô ấy còn khoa trương đến mức đứng dậy rồi hành lễ với ngô bình chu nhược tuyết chào thủ trưởng ạ ngô bình phì cười chu nhược tuyết cô có thôi đi không chu nhược tuyết cũng phụt cười nói xếp ngô anh giấu kỹ thật đấy giám sát cấp hai cơ mà thế là ngang với chủ tịch thành phố đấy các cảnh sát gần đó nghe thấy thế thì ngẩn ra, người thanh niên này là giám sát cấp 2, thế chẳng ngang với trưởng cơ quan an ninh chính trị rồi còn gì. Bọn họ lập tức ngồi thẳng người, không dám thở mạnh và rất căng thẳng. Ngô Bình, hư danh thôi, chứ có quyền thế gì đâu, không đáng nhắc đến. Chu Nhược Tuyết cười nói, xếp ngồi yên tâm, tôi sẽ không nhờ vả gì anh đâu. Chu Nhược Tuyết như chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp, à, tôi có việc muốn xin anh ngô bình hả việc gì thế chu nhược tuyết thở dài nói tôi có một người bạn ở đội truy bắt tội phạm ma túy anh cũng biết rồi đấy công việc của họ rất nguy hiểm hôm qua trong lúc đuổi theo tội phạm người bạn ấy của tôi đã bị tên đó đá cho một cú ai ngờ uy lực của cú đá đó quá mạnh nên giờ anh ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện bụng đau mà các bác sĩ không biết làm thế nào đành cho anh ấy uống thuốc giảm đau ngô bình nghe xong thì hiểu ra vấn đề ngay được để tôi đi xem sao Chu Nhược Tuyết mừng rỡ, tốt quá rồi, tối nay tôi sẽ mời anh đi ăn nhé. Nửa tiếng sau, Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết đã đi đến bệnh viện nhân dân của huyện. Trong một phòng bệnh cao cấp thoáng vang lên tiếng kêu đau đớn đầy kìm nén. Ngô Bình mở cửa ra thì nhìn thấy hoa tươi cùng trái cây chất chín nửa phòng. Có 5 người ngồi cạnh giường bệnh gồm một đôi vợ chồng già cùng ba người thanh niên, ai nấy đều đang trầm mặc. Có một chàng trai gầy gò đang nằm trên giường bệnh, mặt mày hốc hác, Hàng lông mày nhíu chặt, môi tím bầm. Chu Nhược Tuyết vừa đi vào thì cặp vợ chồng kia đã gật đầu chào hỏi với cô ấy, người phụ nữ trông rất sang trọng nói: "Nhược Tuyết, cháu bận thì không cần phải tới thường xuyên đâu." Chu Nhược Tuyết: "Cô ơi, cháu nhờ một người bạn có y thuật rất giỏi đến khám cho Vân Phàm." Người đàn ông trông giống quan chức nhìn Ngô Bình rồi đứng dậy bắt tay anh: "Chào cậu, tôi là bố của Vân Phàm, phiền cậu giúp cho." Ngô Bình mỉm cười nói: "Mọi người đừng khách sáo." tôi là ngô bình bạn của nhược viết người phụ nữ cậu cho tôi hỏi vết thương của vân phàm có chữa khỏi được không ngô bình gật đầu được chứ anh bước lại gần quan sát thì thấy tên tội phạm kia đã đạp vào kinh mạch của người cảnh sát trẻ tuổi này khiến bụng anh ấy đau dữ dội chỉ cần kinh mạch bình thường trở lại thì cơn đau sẽ chấm dứt đương nhiên dù không chữa trị thì khoảng một tuần anh ấy cũng khỏi thôi dẫu sao các bộ phận trong cơ thể người cũng có chức năng tự chữa lành nói rồi anh giơ tay ấn vào bụng của người bệnh, chân khí màu vàng truyền vào kinh mạch. Chưa tới 5 phút sau, bụng anh ấy đã kêu lên ủng ụp. Ngô Bình vội nói, mau đỡ anh ấy vào nhà vệ sinh đi. Nói rồi, anh kéo chu nhược tuyết ra ngoài. Ngay sau đó, hai người đã nghe thấy tiếng xì hơi vang lên liên tục trong phòng cùng tiếng hô khoan khoái của người bệnh. Hết đau rồi, con hết đau rồi. Chu nhược tuyết dựng ngón tay cái, xếp ngô quá đỉnh. Ngô Bình, chúng ta đi thôi, giờ vào lại khiến người ta ngại ngùng chu nhược tuyết gật đầu không vào chào người ở trong phòng nữa mà đi về cùng ngô bình luôn lúc đi qua một phòng bệnh ngô bình nghe thấy có tiếng la hét thảm thiết vọng ra giọng này nghe khá quen anh nhìn vào trong thì thấy có một người đàn ông đang bị trói trên giường toàn thân cuốn đầy băng vải đó chính là tên đã xô ngã ông ngoại anh hôm nay anh cười lạnh một tiếng rồi kéo chu nhược tuyết đi vào đó có một đám người đứng cạnh giường bệnh hình như đều là dân xã hội trông không ai tốt lành gì. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi, đầu húi cua, trông rất lực lưỡng và có tu vi, hình như là cao thủ cảnh giới khí. Gã nhân mặt hỏi tên đó, Bì Dương, nghĩ lại xem có phải đã đắc tội với ai không? Người tên là Bì Dương đang sống dở chết dở thì toàn thân ngứa ngay, nếu không bị trói lại thì hắn sẽ gãi rách ra ra mất. Bì Dương thảm thiết nói, không, em có đắc tội với ai đâu. Sau đó, gã im miệng rồi nhìn chầm chầm lên phía trước. Không biết Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết đã đi vào đây từ bao giờ? Ngô Bình cười nói, hi, sao anh lại nằm viện thế này? Không sao chứ, tôi xin lỗi chuyện sáng nay nhé, ông ngoại tôi quệt vào xe anh, gây phiền phức cho anh rồi. Ngô Bình càng khách sáo, càng cười thì Bì Dương càng thấy giận tóc gáy, hắn chợt nghĩ không biết có phải do tên này gây ra hay không. Người đàn ông đầu đinh ngoái lại nhìn Ngô Bình, sau đó lập tức biến sắc mặt vì Ngô Bình cho ông ta một cảm giác cao thâm khó lường, khiến ông ta không dám lại gần. Ông ta hít sâu một hơi rồi cúi gập người với anh, không biết Tông Sư tới, tôi thất lễ rồi. chương 224, Dương Kiệt. Ngô Bình thờ ơ nói, khéo nói đấy, anh bạn tên gì nhỉ? Người đàn ông thấy Ngô Bình có vẻ dễ tính thì thở vào một hơi rồi vội đáp, tôi là Ngô Hữu Tuyền, truyền nhân đời thứ 24 của Mai Hoa Trường. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình. Ngô Hữu Tuyền, ra là tông sư Ngô, vinh hạnh. Không cần nghĩ thì Ngô Hữu Tuyền cũng biết chính Ngô Bình đã ra tay với Bỉ Dương. Gã nổi giận rồi lạnh giọng mắng, thằng mắt mù này, đến tông sư cảnh giới thần mà mày cũng đam động vào à. Nếu tông sư mà không nhẹ tay thì mày chết từ tám đời rồi đấy. Gã cởi trói cho Bì Dương rồi nói, thằng khốn này, mau dập đầu xin lỗi tông sư đi. Tông sư có tha cho mày hay không là phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ấy. Bì dương sợ hết hồn ngô hữu tuyền là người mà hắn rất kính trong trong ấn tướng của hắn ngô hữu tuyền luôn như một vị thần nhưng một người tài giỏi như vậy lại phải khúm núm với ngô bình rốt cuộc anh đáng sợ đến mức nào trời ơi sao hắn lại chọc vào một nhân vật đáng gờm vậy chứ chán sống rồi hay sao Bì dương cố nhịn cơn ngứa ngay rồi quỳ xuống khóc lóc nói tông sư ngô tôi xin lỗi sáng nay là tôi sai tôi đi nhanh quá nên đụng chúng ông ngoại anh tôi sai rồi xin anh tha thứ cho tôi ngô bình thờ ơ nói anh là dân xã hội cơ mà sao lại quỳ trước mặt tôi mau đứng dậy đi bì dương giơ tay lên và hai cái thật mạnh vào mặt ngay sau đó mặt hắn đã sưng vù tông sư ngô tôi sai rồi tôi là đồ cặn bã chứ không phải người xin anh tha cho tôi tôi nhất định sẽ thay đổi ngô bình cười lớn nói anh có thay đổi hay không thì liên quan gì đến tôi bì dương đần mặt ra rồi dùng ánh mắt thảm thiết nhìn ngô hữu tuyền ngô hữu tuyền ho khan một tiếng rồi chắp tay với ngô bình tông sư ngô hồi nhỏ bì dương có đi theo tôi học võ nhưng tư chất của nó kém quá nên không học được thành ra bây giờ tính tình hơi ngang ngược thật ra nó không phải người xấu đâu chỉ tại bốc đồng quá thôi nếu cậu thấy nó chưa đủ thành ý thì để tôi bắt nó đến nhà xin lỗi ông ngoại cậu mong cậu tha cho nó lần này để nó làm lại cuộc đời ngô bình ừm một tiếng chẳng mấy khi gặp được người học võ ở cùng quê coi như tôi nể mặt anh vậy ngô hữu tuyền mừng rỡ nói cảm ơn tông sư sau đó gã lại đá cho bì dương thêm phát nữa thằng này mau cảm ơn tông sư đi cảm ơn tông sư cảm ơn tông sư bì dương vội nói ngô bình vung tay rồi vỗ vào lưng bì dương để lấy kim châm cứu ra đồng thời giải ám thủ cho hắn rồi nói học võ cần có đức có tài mà không có đức thì vứt ngô hữu tuyền thở dài nói là tôi dạy dỗ không nghiêm để tông sư chê cười rồi Bì dương cảm thấy người mình nhẹ bẫng rồi liên tục cảm ơn ngô bình ngô bình được rồi tôi không làm phiền mấy người nữa chào ngô hữu tuyền giữ anh ở lại đi ăn nhưng ngô bình đã từ chối song hai bên đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc sau khi rời khỏi bệnh viện chu nhược tuyết cảm thán không ngờ địa vị của anh trong giang hồ lại cao đến thế đến một người như ngô hữu tuyền cũng phải khép nép với anh ngô bình hả ngô hữu tuyền đó nổi tiếng lắm à Chu Nhược Tuyết, anh không biết à, gã nổi tiếng ở huyện mình lắm, tài sản cả tỷ bạc đấy. Điều quan trọng hơn là gã có một người anh rất giỏi tên là Ngô Hữu Dung. Người này giàu lắm, khối tài sản hơn 20 tỷ, quản lý quỹ đầu sư thiên sư hàng mấy trăm tỷ, giá trị của các công ty mà ông ta từng đầu tư lên đến cả vài nghìn tỷ rồi. Ngô Bình cười nói, thế cơ à, vậy thì siêu quá. Sau đó, anh hỏi, hình như Vân Phàm cũng có bối cảnh đặc biệt, sao lại vào đội truy bắt tội phạm ma túy chu nhược viết bình thản đáp à bố của vân phàm là một cánh tay đắc lực của bộ công thương còn mẹ anh ấy là dân kinh doanh nói chung là gia đình có điều kiện bọn tôi học cùng trường cảnh sát nên khá thân với nhau ngô bình thân á vậy chứng tỏ là anh ta từng theo đuổi cô rồi ngô bình tỉnh bơ tôi nào xứng với anh ấy anh ấy có vợ sắp cưới lâu rồi còn là cô chủ nhà giàu ở tỉnh cơ hai người lên xe Chu Nhược Tuyết định đưa Ngô Bình về thì bộ đàm chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông, tất cả mọi người lập tức tập trung về đồn, có chuyện lớn rồi. Chu Nhược Tuyết kinh ngạc nói, "Ngô Bình, anh tự về nhé." "Ngô Bình, được, gặp sau." Thấy xe của Chu Nhược Tuyết rời đi rồi, Ngô Bình mới bắt taxi rồi đến trường Ngô Nghi. Gần trường học rất hay có chó với mèo hoang xuất hiện, nhất là gần mấy thùng rác trong công viên gần đó, chó mèo tụ tập thành đàn, thậm chí còn đánh nhau hiện đang giờ ăn trưa, Ngô Bình trốn ra sau một cái cây chờ Dương Kiệt xuất hiện. Theo lời kể của Hoàng Tử Cường thì Dương Kiệt thường xuyên đến cho chó mèo hoang ở đây ăn. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe hơi thể thao màu bạc đã đi tới, một cậu nhóc khoảng 17 tuổi trông rất sáng sủa đi xuống xe. Cậu ấy mở túi thức ăn cho chó rồi ném ra xa, một đàn chó hoang lập tức lao tới, nhanh chóng cắn nát cái túi rồi đua nhau giành giật đồ ăn bên trong thức ăn thì ít mà đàn chó lại đông nên không đủ cho tất cả, vì thế đàn chó bắt đầu điên cuồng cắn xé nhau, các tiếng sủa vang lên không ngớt, có mấy con đã bị cắn rách ra. Ngô Bình đứng sau cây lặng lẽ quan sát cậu nhóc thì thấy cậu ấy có vẻ cay nghiệt, khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười lạnh. Khoảng 3 phút sau, Dương Kiệt lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cậu ấy tươi cười nói, Tiểu Mi ăn cơm chưa? Tớ biết một quán này bán bít tết ngon lắm, hay bọn mình đến đó ăn thử đi. Ừm, um, được, tớ chờ cậu ở cổng trường nhé. Cúp máy xong, cậu ấy lên xe rồi phóng tới cổng trường. Ngô Bình bước ra như có điều suy nghĩ, 17 tuổi là lúc hiếu động và nghịch ngợm nhất của con trai. Dù cậu ấy có biểu cảm như ban nãy cũng là chuyện bình thường, bản chất của con người chính là động vật, thi thoảng sẽ có một mặt như dã thú, không phải Ngô Bình không thể chấp nhận, mà anh lo chuyện còn hơn thế nữa. Anh ra đường bắt xe, rồi bảo tài xế trở đến quán ăn tỷ lợi. Quán ăn này nằm trên một trong những con phố đắt giá nhất ở huyện, bày trí theo lối châu Âu, nghe nói đầu bếp cũng được thuê từ nước ngoài về. Ngô Bình đến đó trước, anh vừa mở cửa thì đã có một nhân viên phục vụ mỉm cười chào hỏi, anh đi mấy người ạ? À? Một, Ngô Bình hỏi, thường các cặp đôi hay ngồi ở đâu? Thưa anh, bên kia chuyên dành cho các cặp đôi ạ, à, nhưng sẽ phải trả thêm phí dịch vụ vì view ở đó đẹp. Ngô Bình, dẫn tôi đến đó ngô bình đi tới khu dành cho các cặp đôi rồi ngồi xuống một bàn khá khuất sau đó anh gọi ba phần bò bít tết một phần mì ý và một bát canh cùng một món ăn kèm nữa giờ lượng ăn của anh nhiều nếu không gọi nhiều thì sẽ đói bò bít tết khá ngon anh vừa ăn hết một phần thì đã nghe thấy giọng của ngô mi anh nhìn xuyên qua bức bình phong thì thấy ngô mi và dương kiệt đang ngồi ngay cạnh nên anh phải chuyển đồ ăn sang bàn khác ngô mi không phát hiện ra ngô bình cô bé nói dương kiệt cậu xe khi nào thế? Dương Kiệt cười nói, cô tớ tặng đấy, cô bảo tớ đã 18 tuổi nên lái xe được rồi. Ngô Mi, cô cậu tốt với cậu thật đấy. Dương Kiệt cười xòa rồi hỏi, Tiểu Mi, tớ nghe nói anh cậu giỏi lắm hả? Ngô Bình dừng đúa, sao cậu nhóc này lại nhắc đến anh? chương 225, Vương Quyết Phi Đao. Ngô Mi đầy vẻ tự hào nói, đương nhiên, anh tớ là cao thủ võ lâm đấy. Ngô Bình nghe mà thấy chán, sao chuyện gì cô nhóc này cũng kể hết với người khác thế? Dương Kiệt cười nói, lần trước cậu kể anh cậu còn biết chữa bệnh đúng không? Ừ, bệnh ung thư của mẹ tớ với cô Lâm đều do anh tớ chữa đấy. Dương Kiệt thoáng ngạc nhiên, anh ấy chữa được cả bệnh ung thư à? Ngô Mi gật đầu, ừ. Dương Kiệt, thế thì siêu thật, vị y học hiện giờ đã chữa được ung thư đâu? Sau đó, hai người bắt đầu nói sang chuyện học hành, có vẻ Dương Kiệt này rất hiểu tâm lý của con gái, thi thoảng cậu ấy lại chọc cho Ngô Mi cười phá lên. Ăn uống xong, hai người trở lại trường, lần này Ngô Bình không đi theo nữa, tạm thời anh thấy Dương Kiệt không có vấn đề gì. Thanh toán xong, anh vừa rời khỏi nhà hàng thì Chu Nhược Tuyết đã gọi tới, giọng cô ấy rất hoảng hốt, Ngô Bình, anh đến đây một lát được không? Ngô Bình hỏi, cảnh sát Chu, có chuyện gì thế? Chu Nhược Tuyết khóc nức nở, chúng tôi có ba người thiệt mạng, bảy người bị thương nặng, đến đội trưởng cũng đến rồi, mà vẫn không bắt được tên đó. Ngô Bình cao mày, tội phạm là ai thế? Vương quyết tội phạm truy nã cấp S số 24, Chu Nhược tuyết đáp. Ngô Bình thở dài hỏi, chuyện này phải để cơ quan chuyên môn phụ trách chứ? Chu Nhược Tuyết, là lệnh của tri đội trưởng, thấy lần trước chúng tôi đã bắt được một tội phạm cấp S dễ dàng nên lần này mới. Ngô xuẩn Ngô Bình lắc đầu, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay. Cúp máy xong, Ngô Bình gọi ngay cho đường chủ nam đường Lý Kim Tượng của thần Võ Ti rồi kể lại mọi chuyện cho ông ta nghe. Lý Kim Tượng nghe thấy có một tội phạm truy nã cấp S xuất hiện ở một tỉnh nhỏ thì lập tức nói, phó đường chủ, Vương Quyết đã tiến vào cảnh giới thần sơ kỳ rồi, thuật phi đao của ông ta có một không hai trong thiên hạ, cậu có chắc sẽ đi bắt ông ta không? Ngô Bình, có. Được, phó đường chủ, tôi chính thức giao nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã cấp S Vương Quyết cho cậu. À, gần đó có người của chúng tôi, Họ sẽ liên lạc với cậu để nghe cậu chỉ đạo. Ngô Bình, được. Ngắt máy xong, Mạc Lâm Thần bắt xe đến địa chỉ mà Chu Nhược Tuyết gửi cho, đó là núi Tiên Hạc ở phía bắc của viện Minh Dương. Ngọn núi này có diện tích hơn 300 km vuông, trên núi là rừng trúc, người dân gần đó thường lên núi hái măng, địa hình ở đó rất phức tạp. Có hơn chục chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đường lớn dưới chân núi, ngay bên cạnh chính là núi Tiên Hạc. Ngọn núi này không cao, nhưng hiểm trở vì cây cối xanh um. Hà Tất Sĩ và Chu Nhược Tuyết đang chờ trên đường, thấy Ngô Bình xuống xe, họ vội lên đón. Hà Tất Sĩ đỏ mắt rồi kéo tay Ngô Bình nói, "Cậu Ngô, cậu là cao thủ võ lâm, cậu có thể giúp chúng tôi vụ này không?" Ngô Bình thờ ơ nói, "Thì tôi đến giúp đây còn gì?" Một người đàn ông trung niên cao lớn bước nhanh tới, nhìn thấy Ngô Bình, ông ta nói ngay, "Cậu Ngô, sao cậu lại đến đây?" Lần trước Ngô Bình tìm Ngô Mi đã khiến cả huyện phải chấn động nên vị tri đội trưởng này cũng đã gặp anh, vì thế cũng biết anh có thân phận không đơn giản. Ngô Bình nhìn ông ta, ông là. Người đó vội đáp, tôi là Phạm Lập Quân, chi đội trưởng chi đội hình sự. Ngô Bình, đội trưởng Phạm, ông liều quá đấy. Tên tội phạm này cấp S, đã thế còn là cao thủ cảnh giới thần rất giỏi thuật phi đao, sao các ông đấu lại ông ta được. Phạm Lập Quân cúi đầu xuống, là tôi phán đoán nhầm. Ngô Bình lấy chứng nhận ở bộ công an của mình ra rồi nói, giờ tôi lệnh cho ông rút hết quân về. Phạm Lập Quân ngẩng mạnh đầu lên, giám sát Ngô, chúng tôi đã chết mất ba anh em và bảy người bị thương nặng, không lẽ cứ thể bỏ qua cho ông ta ư? Đương nhiên là không, người của tôi đang tới, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Phạm Lập Quân lên tinh thần rồi nói, được, tôi sẽ giải tán các anh em ngay. Phạm Lập Quân đi rồi thì khuất hành nghĩa đã đi tới chào cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu, "Phó đội trưởng Khuất, tội phạm lên núi lúc nào?" Khuất Hành Nghĩa, "Sáng nay có người nhìn thấy ông ta lên núi, còn đeo một cái ba lô to tướng, không biết đựng thứ gì bên trong." Sao người báo cảnh sát lại biết ông ta là Vương Quyết, Ngô Bình thấy rất lạ. Khuất Hành Nghĩa, "Vương Quyết có nhiều nét riêng, hai tay ngắn hơn hẳn người bình thường, người báo cảnh sát về nhà lên mạng tra xong thì nhận ra ông ta ngay." Ông ta đang ở vị trí nào?" Ngô Bình hỏi. Khuất hành nghĩa, chúng tôi đã chia quân đi tìm thì một tiếng trước, có ba người bị ông ta giết ở sườn núi, còn bảy người đã bị thương nặng. Bọn họ đều có súng, mà vẫn bị tên kia phi đao hạ gục. Ngô Bình, phi đao không có tiếng động, lại bí mật, với cao thủ mà nói thì nó lợi hại hơn súng nhiều. Khuất hành nghĩa thở dài, đại đội trưởng của chúng tôi bị bắn trúng tim rồi tử vong tại chỗ. Trong bảy người bị thương thì có ba người là cấp dưới của tôi ngô bình tại sao vương quyết lại lên núi khuất hành nghĩa lắc đầu tôi không rõ cậu ngô lát nữa các cậu phải cẩn thận tên kia phi đao vừa nhanh vừa chuẩn ngô bình tự tôi có tính toán à người bị thương sao rồi khuất hành nghĩa đã được đưa đến bệnh viện rồi ngay sau đó có một chiếc xe đi tới người bước xuống là phó chủ tịch huyện la duy khang ông ấy nhìn thấy ngô bình thì mỉm cười bước tới ngay cậu ngô ngô bình gật đầu phó chủ tịch cũng tới ạ à? la duy khang nghiêm túc nói có ba cảnh sát chết bảy người bị thương nặng nên tôi không ngồi yên được phải đến xem thế nào giờ tình hình sao rồi ngô bình tôi đang bảo họ rút quân lát tôi sẽ đích thân lên núi tìm người la duy khang vội nói cậu ngô không được như thế nguy hiểm lắm khuất hành nghĩa nói phó chủ tịch cậu ngô là cao thủ võ lâm nhất định sẽ bắt được vương quyết la duy khang yên tâm nói thế thì tốt Họ nói chuyện thêm vài câu thì lại có một chiếc xe khác đi đến, Ba Nam một nữ bước xuống xe, trang bị đầy đủ khắp người, sau đó bước thẳng tới chỗ Ngô Bình rồi lễ phép nói, "Đội trưởng." Sau đó, cô gái tóc ngắn đã đưa một tập hồ sơ cho Ngô Bình. Anh mở ra xem thì thấy là giấy cấp phép cho hành động lần này, ngoài ra còn có thân phận cho anh, đó là đội trưởng tổ hành động đặc biệt, còn người kia là thành viên của đội. Anh gật đầu nói, "Mọi người chuẩn bị đi, 10 phút nữa lên núi." mấy người đó đưa mắt nhìn nhau. cô gái nói: đội trưởng, tôi là Chu Vũ. xếp bảo chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho anh. ba người còn lại cũng tự giới thiệu. họ là nghiêm gia câu, Chu Tiểu Lang và Quan Bộ Vân. Ngô Bình nhìn họ một lượt, thấy tu vi của cả bốn đều khá. hai người cảnh giới khí, hai người cảnh giới lực thì gật đầu tốt. bốn người lấy cả đống trang thiết bị trên xe xuống, có súng trường, dao găm, lựu đạn, nói chung đều là vũ khí hạng nặng chương 226, mục tiêu cấp S. Ngô Bình thoáng nhìn rồi hỏi, hiệu quả của các trang bị này thế nào? Chu Vũ, thưa đội trưởng, nó có thể bắn chất võ giả cảnh giới tiên thiên trong phạm vi 100 m Ngô Bình nhớn mày, tội phạm là cao thủ phi đao, lực sát thương vượt phạm vi 100 m mọi người hãy cẩn thận. Chu Vũ nói, đội trưởng, chúng tôi có máy thăm dò, có thể tìm được cao thủ cảnh giới thần trong phạm vi 200 m Hả, có cả loại máy ấy ư, Ngô Bình tò mò hỏi. Vâng, chân khí là một loại năng lượng nên máy này có thể dò tìm được, cô ấy giải thích. Khuất hành nghĩa cười nói, có cả loại máy này cơ à, cho tôi xem được không? Nhóm Chu Vũ rất cung kính với Ngô Bình, còn với Khuất hành nghĩa thì không, Chu Vũ lập tức lạnh mặt nói, đây là loại máy bí mật cao, cấp bậc của anh chưa đủ để xem. Khuất hành nghĩ ngại ngùng, cười trừ vài tiếng rồi nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình, anh Khuất các anh chờ lệnh dưới này rồi lên núi bắt người sau. Sứt lời, anh vung tay lên rồi dẫn nhóm chu vũ lên núi ngay. Ngọn núi này có diện tích khá lớn nên muốn tìm được một người là rất khó. May mà đại đội hình sự có dẫn một con chó nghiệp vụ tới, hơn nữa họ còn giật được một mảnh áo của vương quyết. Khi đến điểm chiến đấu, họ cho chó nghiệp vụ người mảnh vải ấy, nó lập tức chạy sang phía bên trái. Ngô Bình đi chậm rãi theo sau, bằng với tốc độ của chó nghiệp vụ cứ thể khoảng hơn chục phút, chó nghiệp vụ chợt dựng tai lên rồi nhìn chầm chầm lên phía trước. Ngô Bình nhìn về phía đó thì thấy có một bụi cây um tùm cách họ hơn chục mét. Chu Vũ cầm một chiếc máy như máy ảnh rồi chợt nói, ở sau cây. Quan Bộ Vân ở phía sau đã giơ súng lên rồi chĩa về phía đó. Vù, một tia sáng lạnh vụt qua, ngắm thẳng vào tim của Quan Bộ Vân, quá nhanh. Cheng, xong, có một bàn tay thò ra, nhanh chóng kẹp con dao ấy bằng hai ngón tay. Đó là một loại dao hình thoi, không có cán, mũi dao nhọn hoắt. Quan bộ vân sợ toát mồ hôi, sau đó bắn một viên đạn về phía bụi cây đó. Viên đạn này được chế tạo đặc biệt, có khả năng phá giáp. Lá cây rụng tơi tả, sau đó có tiếng đạn bắn vào đá vang lên. Quan bộ vân định bắn tiếp phát nữa, nhưng Ngô Bình đã nói, dừng. Sứt lời, anh giơ tay lên, một tia sáng lạnh bắn lên phía trước sau đó đã có một tiếng động vang lên sau bụi cây. Một người đàn ông trung niên lảo đảo bước ra, ngực ông ta đang chảy máu ròng ròng, con dao đã xuyên qua người ông ta rồi cắm vào tảng đá, giờ chỉ còn thò một nửa ra ngoài, từ đó có thể thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào. Người này có hai cánh tay rất ngắn, cảm giác như thiếu một khúc xương, chán ông ta hơi nhô lên, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Sao cậu biết vị trí của tôi? Ông ta hỏi trong khi cả mũi và miệng vẫn đang không ngừng chảy máu ngô bình vừa bước tới gần ông ta vừa nói nghe âm thanh đoán vị trí chắc ông cũng không lạ gì khả năng này đúng không không thể nào tôi có phát ra tiếng động đâu ông ta không tin ngô bình ông mở máy ghi âm ở một bên để đánh lạc hướng người khác đúng không vương quyết thở dài thính lực của cậu tốt đấy tôi phục trong lúc nói chuyện ngô bình đã tiến gần tới vương quyết khi còn cách ông ta khoảng gần chục mét thì dừng lại nói sao ông lại đến huyện minh dương và leo lên ngọn núi này vương quyết nở một nụ cười sâu xa tôi đến làm nhiệm vụ nhiệm vụ gì ngô bình hỏi vương quyết nhìn anh đăm đăm cậu sẽ biết nhanh thôi suốt lời người ông ta cứng đờ rồi ngã thẳng xuống nhóm chu vũ vội chạy lại kiểm tra thì phát hiện vương quyết đã chết mắt ông ta trợn trừng mặt vẫn có vẻ hung tợn đội trưởng vương quyết đã tự sát chu vũ quay lại báo cáo ngô bình kiểm tra ở quanh đây rồi tìm cái túi của ông ta việc còn lại thì dễ hơn nhiều đội cảnh sát chờ ở bên dưới đã lên hỗ trợ tìm kiếm cái túi đó gần nửa tiếng sau một chiếc túi được làm từ nhiều chất liệu pha tạp đã được mang đến trước mặt ngô bình ngô bình cầm lấy cái túi rồi mở ra thì thấy có một sợi lông màu đỏ ở bên trong trông nó không giống tóc của con người ngô bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy phía trên sợi lông này có huyết khí nhàn nhạt, nhạt nhóm hà tất sĩ cũng đã đi lên thấy vương quyết đã chết họ thở phào một hơi nhưng lúc họ nhìn thấy vẻ mặt của ngô bình thì lại trột dạ vì trông anh rất nghiêm nghị sau đó nhìn chăm chú vào sợi lông trong tay đội trưởng có vấn đề gì không ạ à? chu vũ hỏi ngô bình xuống dưới rồi nói anh đưa cái túi cho cấp dưới rồi im lặng xuống núi anh ngồi luôn vào ghế lái phụ trên xe của nhóm chu vũ sau đó ngoái lại nói với họ báo với cấp trên là chúng ta phát hiện mục tiêu cấp s ở đây võ thần ti chia các mục tiêu thành nhiều cấp như c B, A và S, mỗi cấp có nhiều nhất là hai dấu cộng. Trong đó, cấp A là nguy hiểm nhất, ví dụ cảnh giới Võ Thần sẽ thuộc cấp này. Nhóm Chu Vũ ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi, "Đội trưởng, trên núi có gì vậy ạ?" À? Ngô Bình lấy sợi lông đó ra rồi nói, "Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là lông của một con huyết ly chưa trưởng thành." Trong truyền thừa của Miếng Ngọc bội có ghi chép về khá nhiều dị thú, trong đó có một loài tên là huyết ly. Nhìn nó giống con khỉ, mặt thì như đầu lâu móng vuốt sắc nhọn, thích uống máu người. Móng của huyết ly rất sắc, có thể dễ dàng phá được khôi giáp, tốc độ của nó lại rất nhanh, thực lực sau khi trưởng thành có thể giết chết võ giả cảnh giới địa tiên. Khi còn nhỏ thì nó cũng rất lợi hại, võ giả cảnh giới võ vương, võ thần cứ liệu chừng. Huyết ly, đó là con gì ạ? Nhóm chu vũ chưa nghe đến loại vật này bao giờ nên rất hiếu kỳ. Ngô bình, là một loài dị thú, mặt như xương khô, thân hình giống loài khỉ. Trong sách cổ có viết huyết ly cũng là một nhanh trong quá trình tiến hóa của loài người. Tống Tiểu Lương, đội trưởng, huyết ly mạnh lắm ạ. Ngô Bình, ừm, dù võ giả cảnh giới võ thần có ra tay thì cũng bị nó hạ gục dễ dàng. Bốn người kia hít vào một hơi lạnh rồi vội báo cáo lên cấp trên, điện thoại vừa kết nối, Chu Vũ đã đưa ngay cho Ngô Bình. Ngô Bình thông báo tình hình cho Lý Kim Tượng hay, ông ta lập tức gọi cho lãnh đạo cấp cao của Võ Thần ti. Mười phút sau, Thiên Kinh đã hạ lệnh phong tỏa núi Tiên Hạc, không một ai được phép ra vào. Sau đó, tất cả mọi người đều rời khỏi núi Tiên Hạc, nhóm Ngô Bình cũng không ngoại lệ. Tống Tiểu Lương, đội trưởng, chúng ta không tham gia nữa à? Ngô Bình, không tham gia là đúng, huyết ly nguy hiểm lắm, chúng ta đi chỉ thêm vương tay chân họ thôi. Nhưng tôi cũng tò mò không biết cấp trên định đối phó với nó thế nào. Quan Bộ Vân, có khi nào họ sẽ mời các siêu cao thủ ở ẩn xuất hiện không? dẫu sao loại dị thú như huyết ly cũng có sức hấp dẫn với những người ấy mà ngô bình thôi chúng ta đừng để tâm nữa tôi xuống xe ở phía trước nhé mọi người về nghe lệnh đi quan bộ vân phó đường chủ đường chủ bảo chúng tôi sau này sẽ đi theo anh ngô bình ngẩn ra đi theo tôi ư chu vũ gật đầu vâng sau này bốn chúng tôi sẽ nghe lệnh của anh ngô bình vừa định từ chối thì chu vũ đã nói đội trưởng nhóm chúng tôi tên là sấm xét vì có tên nên chúng tôi được phép hoạt động riêng. Ngô Bình chợt nhớ đến lời của Dương Mộ Bạch, hình như hoạt động riêng rất dễ kiếm tiền thì phải, nhận hoạt động riêng thế nào vậy? chương 227, đội sấm xét. Chu Vũ nói, nếu đội chúng tôi có thể phá được vài vụ án thì những người có quyền có tiền sẽ chú ý tới. Nếu họ hoặc bạn bè của họ gặp chuyện rắc rối thì đương nhiên sẽ nghĩ tới chúng tôi. Ngô Bình chấp mắt hỏi, mọi người đã nhận nhiệm vụ riêng chưa? Chu Vũ, Lần trước chúng tôi từng đi theo một đội trưởng và nhận vài nhiệm vụ rồi. Nhưng tôi chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi, không kiếm được nhiều tiền mấy. Đội trưởng cũ của mọi người mỗi khi nhận nhiệm vụ sẽ kiếm được bao nhiêu? Chu Vũ, cái này không cố định, lúc nhiều lúc ít. Nhiều thì vài trăm triệu, ít thì chỉ vài triệu. Hơn nữa thường thì việc đến tay bọn tôi đều rất nguy hiểm, muốn kiếm được ít tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Ngô Bình, muốn kiếm tiền thì đương nhiên phải mạo hiểm rồi. A à, các khách hàng ấy thường thuê mọi người làm gì? Vệ sĩ, thám hiểm và các việc kỳ lạ, thì thoảng thì giúp các ông chủ lớn giải quyết các vấn đề rắc tối, nói chung việc gì cũng có. chu Vũ nói các sếp lớn ấy quen biết rộng lắm, chủ cần làm xong một đơn hàng thì về sau khỏi phải nghĩ luôn, danh tiếng cũng sẽ nổi như cồn. Chu Tiểu Lương nói, đội trưởng, trong nước có nhiều đội nổi tiếng lắm, làm ăn với cả nước ngoài luôn. Ví dụ như đội thiên thần, vu đế, siêu thần ngô bình ba đội này làm ăn với cả nước ngoài cơ à làm với nước khác kiếm tiền ngon hơn hả chu tiểu lương vâng nghe nói năm ngoái đội thiên thần đã kiếm được hơn chục tỷ ngô bình trợn tròn mắt hơn chục tỷ ư thế chẳng giàu to à chu tiểu lương cười lạnh giàu ư một tháng trước hình như đội thiên thần đã bị tiêu diệt hết ở nam á không ai được toàn thây quan vân bộ chỉ có đúng một người trong đội quay về nhưng cũng mất một cánh tay và nửa bên mặt nghe đâu còn chúng độc nên cũng không sống được bao lâu nữa. Ngô Bình ngạc nhiên, toàn đội bị tiêu diệt, suốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì? Bọn tôi không rõ, quan bộ vân lắc đầu, đội trưởng của đội ấy không kể gì cả nên không ai dám hỏi. Ngô Bình nghe thấy người đó bị trúng độc thì hỏi, đội trưởng đó ở môn phái nào? Quan vân bộ Thiên Long. Thiên Long là tổ chức gì? Đó là một tổ chức bí mật với rất ít thành viên nên hành động vô cùng kín kẽ, hầu như không ai biết nhiệm vụ của họ là gì ngô bình có cách nào liên lạc với đội trưởng đội thiên thần không chu vũ ngạc nhiên hỏi đội trưởng anh tìm anh ta làm gì ngô bình tôi biết giải độc chỉ cần anh ta trả đủ tiền thì tôi có thể cứu sống anh ta ba người kia ngơ ngác nhìn nhau chu vũ nói để tôi thử xem sao tôi có người bạn quen anh ta ngô bình gật đầu được phiền cô rồi bắt đầu từ hôm nay đội sấm xét của chúng ta chính thức thành lập Bốn người kia bật cười, như vậy là từ nay về sau thu nhập của họ sẽ tăng, cơ hội rèn luyện cũng nhiều hơn. Chu Vũ, đội trưởng, sau này đội sấm xét của chúng ta sẽ hoạt động chính ở tỉnh Ca. Quan Bộ Vân, à, thi thoảng bọn tôi còn giúp các đội khác các việc gấp. Ngô Bình, đội mình có địa điểm làm việc không? Thấy họ lắc đầu, Ngô Bình nói, nếu thế thì thuê một chỗ đi. Anh bảo Chu Vũ lái xe đến tòa nhà Nguyên Thắng rồi thuê một văn phòng tốt nhất tòa nhà này có 9 tầng, tổng diện tích hơn 2.500m2, tổng chi phí thuê một năm là gần 40 triệu. Ngô Bình thanh toán xong thì để lại một chiếc thẻ ngân hàng để nhóm Chu Vũ phụ trách lắp đặt thiết bị. Không lâu sau, anh đã bắt xe đi về nhà. Xe vừa đi được một đoạn thì có xe ở phía trước phanh gấp lại, Ngô Bình thấy xe mình rung lên, sau đó là tiếng mắng chửi của tài xế, mẹ kiếp. Anh và tài xế cũng xuống xe thì thấy xe họ đã bị xe phía sau tông mạnh vào, làm đuôi xe lõm hẳn xuống. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy bước xuống, cô ấy để tóc ngắn, mi mày thanh tú, trông rất có khí chất nho nhã. Cô ấy nhìn đuôi xe của Ngô Bình bị lõm thì vội vàng xin lỗi tài xế, xin lỗi, tại tôi mất tập trung. Tài xế thấy người gây tai nạn là một cô gái đẹp thì cũng nguôi giận phần nào, anh ta nói, này người đẹp, cô tính phải làm sao đây? Cô gái nói, tôi sẽ gọi cho công ty bảo hiểm để họ xử lý. Tài xế cao mày, tôi bảo này, đến đó mất nhiều thời gian lắm, tôi không rảnh đâu. Ngô Bình thấy cô gái ngây ra thì hỏi, cậu là Hà Hân Di à? Cô gái nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩn ra, sau đó nhìn sang Ngô Bình rồi ngạc nhiên hỏi, cậu là Ngô Bình à? Hà Hân Di là bạn học cũ của Ngô Bình, một trong ba hoa khôi thời đó, nam sinh theo đuổi cô ấy có thể xếp thành một vòng quanh trường. Hồi đó, trường Anh có rất nhiều nữ sinh xinh xắn ngô bình cười nói lâu lắm rồi mới gặp lại bạn mình hà hân di cười nói ừm um, ban nãy tôi còn suýt không nhận ra cậu đấy tài xế mất khiên nhẫn nói người đẹp cô mau nói cách giải quyết đi ngô bình liếc nhìn anh ta rồi nói tôi đưa anh một nghìn tự mang xe đi sửa đi tài xế cười lạnh nói này anh bạn anh nhìn cho kỹ đi đuôi xe của tôi lõm thế này cơ mà nếu anh sửa được với giá một nghìn thì tôi cho không anh luôn đấy ngô bình nếu anh không đồng ý thì gọi công ty bảo hiểm thôi thật ra chiếc xe trông bị nặng vậy thôi chứ bên trong chưa làm sao cùng lắm chỉ sửa mất vài trăm là cùng tài xế thoáng do dự rồi nói một nghìn rưỡi tôi sẽ tự mang xe đi sửa ngô bình cũng không buồn mặc cả với anh ta nên đồng ý luôn được hà hân di vội lấy điện thoại ra chuyển khoản nhận được tiền xong tài xế lái xe đi luôn không thèm gọi ngô bình nữa như thể ghét anh vì đã giúp hà hân di hà hân di nói cảm ơn cậu nhé lần đầu tôi đâm vào xe người ta nên chưa có kinh nghiệm ngô bình không có gì họ chạy xe cũng vất vả nên muốn kiếm chút tiền thôi cậu trả ngần ấy tiền là thừa cho anh ta sửa xe rồi hà hân di gật đầu cậu đang đi đâu hay để tôi đưa đi ngô bình cười nói phiền cậu nhé không sao lên xe đi hà hân di cười nói xe của hà hân di không làm sao cô ấy khởi động xe đi luôn Ngô Bình, chắc năm nay là cậu tốt nghiệp đúng không?" cô ấy hỏi. "Ngô Bình, không, tôi bị đuổi học lâu rồi." Hà Hân Di ngẩn ra, "Tại sao thế?" "Chuyện dài lắm, anh không muốn nói nhiều về chuyện ngồi tù." Hà Hân Di là một cô gái thông minh nên chuyển sang chuyện khác ngay, mọi người đều đến nơi khác học đại học, giờ không dễ gì gặp được nhau đâu. "Ngô Bình, ừm, chứng tỏ chúng ta có duyên." Hà Hân Di mỉm cười, "Đúng. À, ngày mai có buổi họp lớp cấp ba đấy." Không nhiều người đi đâu, cậu đến nhé. Ngô Bình thôi, tôi không đi đâu. Hà Hân Di cười nói, cô Bạch Băng cũng đến đấy, cậu không muốn gặp cô ấy à? Ngô Bình chợt nhớ đến cô giáo ấy, cô ấy là nữ thần trong tim của các thầy giáo và nam sinh. Thậm chí nhiều hoa khôi trong trường còn bị lép vế khi đứng cạnh cô ấy. Chương 228, cô giáo Bạch Băng. Cô Bạch Băng sao lại tới đây? Anh tò mò hỏi. Hà Hân Di, cậu không biết sao? cô Bạch Băng giờ đã là bạn gái của La Tử Thông. Buổi hội họp hôm nay cũng là do La Tử Thông khởi xưởng. Mẹ kiếp, không phải như vậy chứ, Ngô Bình Thiếu đều nhảy lên. Anh không thể không ngạc nhiên, La Tử Thông còn có biệt danh là tên Mập La, cao 1m65, nặng hơn một tạ, nhìn mặt hắn là hiểu ngay khái niệm của sự xấu trai. Hơn nữa, thành tích học tập cũng lẹt đẹt, chỉ thi đỗ một trường dạy nghề. Quan trọng là La Tử Thông này còn có một sở thích, đó là gây mâu thuẫn, thì phi giữa các bạn học. Hà Hân Di, thấy biểu cảm kinh ngạc này của cậu mình thấy rất thú vị. Ngô Bình thở dài, không phải cậu đang đùa đấy chứ? Trong lòng anh có một tình cảm đặc biệt với cô giáo Bạch Băng, cho nên vừa nghe tin này anh đã muốn chửi thề. Hà Hân Di, 100% là sự thật, Bạch Băng thực sự là bạn gái hiện tại của La Tử Thông. Đúng rồi, cậu có biết thân phận hiện tại của La Tử Thông là gì không? Ngô Bình hỏi, thân phận gì? Đừng nói là con cái nhà giàu bị thất lạc trốn nhân gian này nhé. Đại khái là thế, Hà Hân Di đáp, nghe nói, từ năm hai đại học trở đi, cậu ta đột nhiên có rất nhiều tiền. Đến năm ba thì thôi học, bắt đầu kinh doanh đồ cổ. Nghe nói hiện giờ tài sản của cậu ta đã lên tới hơn một tỷ tệ. Ngô Bình nheo mắt lại, một năm kiếm được hơn một tỷ, lẽ nào là tử thông này cũng gặp thời như anh sao? Hà Hân Di nghiêng đầu nhìn anh hình như đám con trai các cậu tên nào cũng có ý đồ gì đó với cô giáo bạch băng đúng là không trong sạch ngô bình trong sạch thì không phải đàn ông hà hân di lường anh một cái hỏi thế có đi không đi ngô bình do dự một lát rồi đáp hà hân di tốt lắm vậy là mình đã lôi kéo thêm được một bạn học nữa ngô bình buổi họp mặt tối mai là do la tử thông tổ chức sao hà hân di gật đầu đúng vậy la tử thông nói rồi cậu ta sẽ bao toàn bộ chi phí cho buổi họp mặt ngày mai. Đương nhiên là không ai phản đối, ai bảo cậu ta lắm tiền cơ chứ? Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc xe đã đi tới gần khu biệt thự Đông Hồ, Ngô Bình xuống xe, tạm biệt Hà Hân Di. Anh vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, lẩm bẩm một mình, Bạch Băng mà có thể trở thành bạn gái của La Tử Thông sao? Nghe trừng trời sắp nổi bão rồi đây. Anh không dám tin, Bạch Băng nữ thần trong lòng anh năm xưa trong trắng lương thiện xinh đẹp biết bao nhiêu hơn nữa năm xưa có không biết bao nhiêu cậu ấm và những chàng trai giỏi giang theo đuổi cô ấy nhưng bạch băng chưa từng động lòng tại sao cô ấy lại thích la tử thông được cơ chứ chắc chắn trong chuyện này có vấn đề gì đó anh nghĩ thầm ngô bình vẫn chưa từng quên bạch băng có khi còn mơ thấy cô ấy nhưng đó không phải vì anh mê cô như điếu đổ mà chỉ là anh thích sự thuần khiết và lương thiện nơi cô năm đó anh cùng lũ bạn ra ngoài uống rượu vào ban đêm uống đến say quắc cần câu. Khi về anh đã viết một bức thư tình để trên bàn của cô Bạch Băng. Thế nhưng bức thư tình đó lại bị bạn học tiết cuồng nhìn thấy rồi trôm mất, sau đó đọc công khai trước lớp. Cũng may bức thư tình không ký tên, nên mọi người chỉ cười một trận vỡ bụng mà không biết bức thư đó là do Ngô Bình viết. Cậu bạn học kia mới đọc được một nửa thì cô Bạch Băng đi vào lớp. Bạch Băng nhận ra nét chữ của từng học sinh trong lớp nên vừa nhìn là biết bức thư đó do Ngô Bình viết ngô bình vẫn còn nhớ bạch băng lúc đó như cười như không nhìn anh anh sợ đến nỗi vội vã cúi thấp đầu trong lòng thầm nghĩ lần này xong đời rồi thế nhưng cô bạch băng không hề nói ra tên của anh chỉ mắng cho tiết cuồng một trận rồi cầm lấy bức thư tình đi khỏi đó cả một học kỳ sau đó mỗi lần lên lớp cô bạch băng đều bắt ngô bình trả lời câu hỏi mà ngô bình biết đây chính là cách cô ấy trừng phạt anh ngô bình cũng hết cách chỉ đành chăm chỉ học hành nhưng cũng nhờ đó mà thành thích môn văn của anh tiến bộ rõ rệt. Lúc thi đại học, anh thi được tận 140 điểm. Bạch băng học vượt cấp nên năm đó cô ấy cũng mới 20 tuổi, cũng chính là độ tuổi đẹp nhất. Giờ trước mắt đã 5 năm trôi qua, hình ảnh cô ấy vẫn in đậm trong ký ức của Ngô Bình. Khi về đến nhà, anh phát hiện Hà Hân Di đã kéo anh vào một nhóm chat tên là họp lớp 5 năm. Những người ở trong đó đều là các bạn học ngày mai sẽ tham gia buổi họp mặt. Ngô Bình liếc nhìn, bên trong có thiết cuồng, là Tử Thông, có một số nhìn rất quen, một số anh không có ấn tượng gì nhưng tổng cộng chưa tới 20 người. Quan trọng là trong đó có cả Bạch Băng. Ngô Bình nhìn avatar của Bạch Băng là một đóa hoa sen trắng e ấp chưa nở hết. Do so dự một lát rồi anh cũng gửi lời mời kết bạn cho cô ấy. Có điều, rất lâu mà bên kia không phản hồi lời mời kết bạn. Ngô Bình không khỏi thất vọng, lẽ nào Bạch Băng không nhận ra anh sao? Ngô Nghi thấy Ngô Bình tâm trạng không tốt lắm nên hỏi, "Anh, có chuyện gì không vui sao?" Ngô Bình trợn mắt đáp, "Có người có người yêu mà không nói với anh nên anh rất cọc." Ngô Nghi đột nhiên đỏ bừng mặt, kinh ngạc hỏi, "Anh biết từ lúc nào vậy?" Ngô Bình cũng không sớm lắm, hôm qua. Ngô Bình khẽ thở dài, sớm đã biết sẽ không giấu được anh. Ngô Bình cười đáp, "Anh có đánh đập mắng mỏ gì đâu mà sao mặt em cứ sụ ra thế?" Ngô Nghi ngẩng đầu, đáp anh anh cho rằng em thích Dương Kiệt sao?" Ngô Bình vẻ mặt khó hiểu, "Đáp thế chẳng lẽ em không thích cậu ta à?" Ngô Nghi cười lạnh đáp, "Thủ đoạn tán gái của cậu ta em vừa nhìn là biết ngay, chẳng qua em cố tình diễn thôi." Ngô Bình nhìn em gái mình như nhìn một con quái vật nhỏ, "Tiểu Nghi, nếu em đã không thích cậu ta thì sao lại thả thính khiến cậu ta hiểu lầm?" Ngô Mi thấy Trương Lệ không ở bên cạnh nên mới kéo Ngô Bình vào phòng đọc sách. Ngô Nghi ngước đôi mắt trong và sáng lên nhìn Ngô Bình nói anh à em chưa bao giờ kể chuyện gì về anh ra bên ngoài nhưng có một hôm dương kiệt đột nhiên nhắc đến anh cố tình moi thông tin về anh ngô bình cau mày cậu ta đang nghe ngóng thông tin về anh sao ngô nghi gật đầu cho nên em thấy rất lạ không biết cậu ta có mục đích gì để tìm hiểu rõ chuyện này em cố tình tiết lộ một số thông tin về anh sau đó giả vờ không biết gì thuận theo cậu ta ngô bình có phát hiện gì không ngô nghi gật đầu vẻ mặt trở nên vô cùng thận trọng. qua một thời gian quan sát, em chắc chắn cậu ta đang nhắm vào anh. hơn nữa em cũng phát hiện dương kiệt không hề giống một thiếu niên thông thường. không giống một thiếu niên thông thường. ngô bình hỏi vẻ vô cùng khó hiểu. thế thì giống cái gì? ngô mi nghĩ ngợi một lát rồi đáp, nói thế nào nhỉ? giống như một lão quái vật đã sống hơn trăm tuổi nhưng phải giả vờ cưa sừng làm nhé. ngô bình không khỏi bật cười. một lão quái vật hơn một trăm tuổi ư? em đang kể chuyện cười đấy à? Ngô Mi mặt vô cùng nghiêm túc, anh, em không nói đùa. Giác quan thứ sáu của em rất chuẩn, Dương Kiệt này thực sự rất kỳ lạ. Ngô Bình thu lại nụ cười ban nãy, hỏi, ngoài sự kỳ quặc đó ra thì em còn phát hiện ra điều gì không? Cậu ta biết nói tiếng đông doanh, hơn nữa nói rất giỏi. Tiếng đông doanh, Ngô Bình nghĩ ngợi, thế thì có gì kỳ lạ? Ngô Mi, em đã hỏi rồi, họ hàng người thân của cậu ta không có ai là người đông doanh, cũng chưa từng học qua thứ tiếng đó. Một người chưa từng học mà lại nói được tiếng đông doanh như người bản xứ mà không kỳ lạ sao. Ngô Bình, thế rồi sao em biết cậu ta nói được tiếng đông doanh? Có một lần bọn em ra ngoài thì gặp một đôi vợ chồng người đông doanh. Cậu ta mở miệng là tuôn ra một chàng thứ tiếng đó, hơn nữa không phải tiếng đông doanh phổ thông mà là tiếng địa phương của một vùng miền nào đó. Ngô Bình, em biết tiếng đông doanh sao? Ngô Mi, trí nhớ của em tốt lắm, Gần đây lúc rảnh rỗi còn tự học tiếng Đông Doanh nên có chút hiểu biết về tiếng địa phương của họ. Ngô Bình trầm tư, một cậu bé chưa từng học tiếng Đông Doanh mà lại nói được cả phương ngữ. Điều đó có thể lý giải thế nào đây? Anh, vốn em đã muốn nói với anh từ đầu rồi nhưng lại chưa tìm được chứng cứ nên mới chưa nói. Em muốn điều tra thêm một thời gian rồi mới kể với anh nhưng giờ anh đã biết rồi thì em đành nói luôn. Ngô Bình gật đầu, được rồi, việc của Dương Kiệt anh sẽ tự điều tra em không nên dính líu đến cậu ta nữa, biết đâu sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Mi nhún vai, được rồi, em cũng sớm chán ngấy cậu ta rồi, cái mùi trên người cậu ta cứ kỳ kỳ. Mùi, Ngô Bình kinh ngạc, mùi kiểu gì vậy? Ngô Mi đáp, mùi như hồ keo, lại hơi thanh thanh. Có điều chỉ khi đến rất gần mới ngửi thấy, ngoài 30 cm thì sẽ không ngửi thấy được. Choang, cốc nước trong tay anh rơi xuống nền nhà, vỡ toang. Vẻ mặt anh trở nên vô cùng khiếp sợ, đoạt thai. Chương 229, đội trưởng đội hình sự. Ngô Mi vô cùng tò mò hỏi, anh, đoạt thai là cái gì? Ngô Bình nhìn em gái mình, khẽ thở dài đáp, chuyện này rất đáng sợ, em có chắc chắn muốn nghe không? Ngô Mi bĩu môi, ba tuổi em đã bắt đầu nghe chuyện ma rồi, anh thấy em rén bao giờ chưa hả? Ngô Bình ho một cái, đáp được, để anh nói cho nghe. Anh cẩn trọng chốt cửa lại, sau đó châm một điếu thuốc tiểu mi, em có tin vào việc chuyển kiếp, đầu thai thành một bào thai không? Ngô mi bĩu môi, không tin. Ngô Bình nói tiếp, thực ra việc chuyển kiếp là có căn cứ. Nếu như tu sĩ tu hành đến cảnh giới địa tiên khi mất vẫn còn sót lại một phần linh hồn thì phần hồn đó có thể chiếm lấy một phần ý thức của một bào thai. Bào thai khi đó sẽ gọi là thai chuyển sinh. Ngô My kinh ngạc, như vậy là linh hồn đó biến thành thai nhi kia sao? Ngô Bình cũng có thể hiểu như vậy, nhưng cũng có những tu sĩ luyện tà thuật, có thể nuốt mất hoàn toàn ý thức của đứa trẻ chưa chào đời kia, đó gọi là đoạt thai. Anh, sau khi trở thành đoạt thai thì đứa trẻ sinh ra có giống người bình thường không? Có, chỉ có điều đứa trẻ đó có ký ức của kiếp trước. Ngay khi sinh ra nó đã biết cách tu luyện, biết tận dụng những tài nguyên đã tích trữ được từ kiếp trước. Vẻ mặt Ngô Mi dần lộ ra vẻ kinh ngạc, Dương Kiệt chính là đoạt thai sao? Ngô Bình, thứ mùi kỳ quái mà em ngửi thấy chính là một loại dược liệu đặc biệt, gọi là cỏ trấn hồn. Bởi vì là đoạt thai nên sức mạnh tinh thần vượt xa người thường, bởi vậy phải kiềm chế nó lại, nếu không sẽ dễ bị phát hiện. Ngô Mi mặt đầy sợ hãi, nói như vậy thì Dương Kiệt chính là một người đã sống tới hơn 100 tuổi sao? Chưa chắc, cũng có thể là 300 hay 500 tuổi gì đó. Ngô Mi rơi vào trầm tư, vậy lão quỷ Dương Kiệt này tại sao lại muốn nghe ngóng về anh cơ chứ? ngô bình ngày mai em hẹn cậu ta ra để anh và dương kiệt đó đụng mặt nhau xem sao ngô my vội vã nói anh à liệu cậu ta có định giết người diệt khẩu không ngô bình cười lạnh cậu ta vốn không có tu vi sao có thể giết anh được cơ chứ ngô my tò mò hỏi lão quỷ này không có tu vi sao sao có thể như vậy chứ không phải anh nói đoạt thai sẽ tu luyện lại từ đầu sao ngô bình anh cũng không rõ hoặc có thể cậu ta có vấn đề gì đó cần nói với anh nói chung em cứ tìm cơ hội hẹn cậu ta ra cho anh. Ngô nghĩ ngợi một lát rồi đáp, được rồi, chiều mai sau khi tan học em sẽ hẹn cậu ta ra. Lúc này, Trương Lệ gọi các con xuống ăn cơm, hai anh em Ngô Bình Ngô Mi vội vã đi xuống nhà ăn, ông bà ngoại cũng đã ngồi vào bàn. Cả nhà họ cùng ăn cơm, không khí vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, Ngô Bình về phòng tiếp tục nghiên cứu tài liệu học võ, sau đó chọn ra vài nội dung để luyện tập. Anh không mong mình hiểu sâu được mọi thứ mà mục đích chính chỉ là để mở rộng tầm hiểu biết mà thôi. Quyền ý có bảy cửa, cửa tiếp theo là Quan thông. Quan thông có nghĩa là lĩnh hội, thấu hiểu toàn diện những kiến thức võ học mà anh từng được học. Với sự lĩnh hội và hiểu sâu sắc này, nếu như khả năng lĩnh ngộ của anh đủ tốt thì sẽ đạt tới sơ ngộ. Sơ ngộ hay còn gọi là quyền ý sơ ngộ. Mỗi chiêu thức, mỗi thế võ thực chất đều mang trong mình một tư tưởng võ đạo khác nhau, không cái nào giống cái nào giống như một nhà thư pháp sau khi đã phỏng lại vô số tác phẩm của các danh họa đời trước thì dần hình thành nên một phong cách riêng cho mình. chẳng mấy chốc đã một giờ sáng, Ngô Bình liếc nhìn điện thoại thì thấy Bạch Băng đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh, hơn nữa còn nhắn cho anh một câu là Ngô Bình đó sao? bởi vì đã quá khuya rồi nên anh không nhắn lại ngay mà nghỉ ngơi một lát rồi luyện đoàn thể thuật cao cấp một lúc. đoàn thể thuật cao cấp này còn gọi là đoàn thể thuật tám cấp còn khó hơn những chiêu thức mà Dương Mộ Bạch truyền cho anh nhiều. Tổng cộng có 72 động tác, cứ 9 động tác hợp thành nhóm nhỏ, có tất cả 8 nhóm như vậy, mỗi nhóm có hiệu quả khác nhau. Ngô Bình hiện đang luyện nhóm động tác đầu tiên. Vừa vào thế của động tác đầu, Ngô Bình lập tức cảm thấy cơ thể khó chịu, chỗ nào cũng thấy đau nhức, tâm trạng thì vô cùng phiền não. Anh Kiên chỉ giữ tư thế đó 3 giây rồi mới nghỉ. Khó vậy sao, Ngô Bình rất ngạc nhiên đoàn thể thuật mà Dương Mộ Bạch truyền cho anh trước đó cũng không khiến anh thấy áp lực như thế này. Lại nào, Ngô Bình không ngừng tập luyện, sửa sai, thời gian tập nâng lên từng chút một, 5 giây, 7 giây, 10 giây, 1 phút. Khi trời tờ mờ sáng, anh đã mệt đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, toàn thân đau nhức. Ngô Bình đi tắm rửa rồi quay lại giường, lười đến nỗi chẳng buồn động đậy nữa. Nhưng anh hiểu rằng càng khó thì đoàn thể thuật đó càng có hiệu quả phi phàm, anh vừa nghỉ ngơi một lát thì lý kim tượng gọi điện thoại tới nói chuyện liên quan đến huyết ly đội trưởng ngô chúc mừng cậu lập công lý kim tượng mỉm cười nói ngô bình đã bắt được huyết ly rồi sao lý kim tượng bắt được rồi trước mắt đã đưa tới phòng thí nghiệm huyết ly này vô cùng có giá trị cấp trên rất vui mừng ngô bình bắt được là tốt rồi có điều tra được người đứng sau vương quyết là ai không tại sao lại thả huyết ly ở trên núi tiên hạc lý kim tượng tôi đang định nói với cậu tôi định cho đội sấm xét đi điều tra việc này ngô bình được rồi lý kim tượng để thuận tiện cho cậu hành động tôi đã giúp cậu tạo ra một thân phận mới là đội trưởng đội hình sự của tỉnh ca đương nhiên để không tốn thời gian của cậu thì những việc lặt vặt bên đó sẽ do một phó đội trưởng mà chúng tôi sắp xếp lo liệu ngô bình đội trưởng chức danh này có phải quá khoa trương rồi không lý kim tượng thông thường phó đội trưởng là cảnh giám cấp 3. Mà cậu là cảnh giám cấp 2 nên nhận chức vụ này là quá hợp lý. Đương nhiên sắp xếp cho cậu chức vụ này cũng là để sắp xếp thuộc hạ cho cậu, dù gì ra ngoài làm việc cũng cần có thân phận hợp lý. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp, "Được rồi, vậy thì đội trưởng. Lý Kim Tưởng, chúng tôi đã có một số manh mối và tài liệu liên quan, lát nữa sẽ gửi cho cậu." "Đội trưởng Ngô vất vả rồi." "Là việc nên làm mà." Ngô Bình nói tiếp, "Đúng rồi, có chuyện này cần nhờ ông giúp đỡ." Lý Kim Tượng cười đáp, đội trưởng Ngô cứ nói. Ngô Bình, tôi từng ngồi tù 2 năm, phiền ông sửa lại lý lịch của tôi một chút. Dù gì một người từng ngồi tù cũng không thể nhậm chức đội trưởng. Lý Kim Tượng, đội trưởng Ngô suy nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ chúng tôi đã sửa lại lý lịch của cậu từ một tháng trước. Tôi sẽ sớm gửi cho cậu tư liệu đầy đủ. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, được. Sau khi cúp điện thoại không lâu thì Ngô Bình nhận được hai email mới, một là tư liệu về vụ án mà Lý Kim Tượng vừa nói, cái còn lại là lý lịch mới của anh. Vụ án về huyết ly không có đầu mối nào quá giá trị, chỉ là một vài manh mối nhỏ, không có nhiều tác dụng. Thế nhưng lý lịch mới này khiến Ngô Bình hết cả hồn. Ngô Bình, 23 tuổi, 18 tuổi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt của Cục Bảo an Quốc gia. Trong kỳ huấn luyện, thi đỗ Đại học Hoa Thanh Khoa Y Dược. Năm 22 tuổi, nhận học vị tiến sĩ y học và tiến sĩ y dược trong quá trình đi học đã bắt đầu làm việc tại Cục Bảo an Quốc gia, lập chiến công hạng nhất một lần. Năm 23 tuổi được thăng cấp lên làm cảnh giám cấp 2. Đã từng làm việc ở ba bộ phận trong Cục Bảo an Quốc gia, trước mắt sẽ nhậm chức đội trưởng đội hình sự ở tỉnh Ca. Có thể nói tấm CV phát sáng này đủ sức gây sốc với bất kỳ ai. Chỉ trong 5 năm mà không những lấy được bằng tiến sĩ, lại còn lập chiến công hãng nhất, lại còn từng làm việc ở ba bộ phận trong Cục Bảo an Quốc gia. Ngô Bình xem xong thì không khỏi đỏ mặt, bốc phét như vậy không phải là quá đáng lắm hay sao? Đương nhiên, bất luận là bằng tiến sĩ, luận văn tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, thậm chí chứng cứ về việc từng làm việc ở cục bảo an quốc gia đều được tạo dựng một cách hoàn hảo. Nhưng nghĩ lại thì anh thấy thực ra học vị tiến sĩ cũng chẳng có gì quá to tát. Dù gì y thuật của anh lợi hại như vậy, cho dù là tiến sĩ thật đứng trước mặt anh thì cũng chẳng là gì. Chương 230: Bí mật của Dương Kiệt bằng khen hạng nhất là thật, nhưng thường vẫn chưa về. Còn về chức vụ ở Bộ Công an, đó cũng chỉ là làm việc bình thường ở thần võ ti. 10 giờ sáng, anh đột nhiên được chuyển khoản số tiền lên đến 1 triệu, nội dung chuyển khoản ghi rằng đây là tiền lương tháng trước của anh. Không cần hỏi cũng biết, 1 triệu này là tiền lương của chức vụ phó bang chủ giang Nam Đường mà anh đảm nhận. Đối với người có tài sản hàng chục tỷ như anh, một triệu thật ra chẳng đáng là gì, anh cũng không quá xem trọng buổi sáng, anh đến số một đồng hồ, Diệp Huyền không làm anh thất vọng, tám động tác đã luyện rất thành thạo. Anh vô cùng hài lòng, bèn dậy đối phương thêm bốn động tác. Đến nay, 12 động tác của bộ đoàn thể thuật này đã được truyền dạy toàn bộ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền như tìm được báu vật, lập tức bắt đầu khổ luyện. Hai ngày qua, nhờ tập luyện tám động tác, thể chất của anh ta đã cải thiện rất nhiều, eo không còn mỏi, chân không còn bùn rùn, tựa như đã quay về trạng thái tốt nhất. 11 giờ trưa, Ngô Mi gọi điện đến, bảo rằng cô bé hẹn ăn trưa cùng Dương Kiệt và nhắn luôn địa điểm. Ngô Bình lái chiếc xe của mình đến một quán trà xưa, sau khi xuống xe thì đi thẳng lên tầng 2. Lúc này, Ngô Mi và Dương Kiệt đang ngồi bàn bên cửa sổ và trò chuyện cùng nhau. Ngô Bình cố ý ồ lên, "Tiểu Mi, sao em lại ở đây thế?" Ngô Mi ngẩn ra, vội cất lời, "Anh, em đến đây ăn cơm với bạn." Dương Kiệt lập tức đứng dậy, Lễ độ không người chào Ngô Bình, chào anh Ngô Bình, em là Dương Kiệt, bạn của Ngô My ạ. À. Đứa mắt quan sát Dương Kiệt, anh cười nói, không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Đúng lúc anh cũng chưa ăn gì, bữa này anh mời. Anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dương Kiệt, lúc nói chuyện, anh cố ý dựa sát cậu ấy, quả nhiên ngửi được mùi cỏ chấn hồn. Dương Kiệt vô cùng tự nhiên, cười bảo, anh Ngô Bình, bữa này cứ để em mời. Ngô Bình nói, không sao. Ai mời cũng vậy mà. À phải, cậu tên Dương Kiệt đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi? Dương Kiệt đáp, 18 ạ. À. Anh gật đầu, được đấy, trông rất năng động. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, nhận thấy trong não bộ của Dương Kiệt có một nguồn năng lượng không ổn định. Đó có lẽ là linh hồn lực của người đoạt thai, quả nhiên mạnh vô cùng. Có điều, anh nhanh chóng phát hiện thần hồn của Dương Kiệt chỉ có một phần nhỏ nằm trong cơ thể này, hầu hết thần hồn đều phân ly. Nói cách khác, Dương Kiệt hoàn toàn không thể khống chế cơ thể này, đây chính là lý do cậu ấy không có tu vi. Nhìn kỹ hơn, anh đã thấy được điểm mấu chốt nằm ở đâu. Cơ thể của Dương Kiệt dường như được một sức mạnh bí ẩn nào đó tác động, nên thần hồn của cậu ấy mới bị ngăn cách bên ngoài. Thoát cái anh đã hiểu, lão quỷ này trước đó đoạt thai thành công rồi, nhưng không biết vì sao cơ thể thai nhi lại khác thường, chỉ có thể khống chế một phần thần hồn. Cùng lúc đó, anh cũng hiểu tại sao Dương Kiệt lại tìm đến anh. Lão quỷ này chắc chắn có chuyện cần cầu xin anh rồi. Nhưng sao đối phương lại biết anh thông thạo y thuật nhỉ? Dương Kiệt, bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?" Ngô Bình hỏi. Dương Kiệt cười đáp, "Bố em kinh doanh, mẹ em làm trong văn phòng huyện." Ngô Bình gật đầu, "Cũng tốt." Sau đó, anh nói với Ngô Mi, "Tiểu Mi à, em đi mua bao thuốc lá giúp anh nhé." Ngô Mi vâng dạ, lập tức xuống lầu. Ngô Bình ngồi vào chỗ Ngô Mi, cả hai ngồi đối diện nhau sắc mặt trầm xuống, anh hỏi, các hạ có thể đoạt thai tái sinh, chắc hẳn năm xưa cũng là một nhân vật tầm cỡ. Dương Kiệt ngây ra, khó hiểu hỏi, anh Ngô Bình, anh đang nói gì vậy ạ? À? Đoạt thai gì cơ? Ngô Bình cười khẩy, giả vờ tiếp đi, nếu tôi không tra rõ về ông thì đã chẳng ngồi ở đây. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Bỗng nhiên Dương Kiệt bật cười, từ một cậu trai trong sáng thoát cái đã biến thành một lão quỷ gian xảo. Dương Kiệt nói, không hổ là thần y ngô, chỉ một ánh mắt thôi cũng nhìn ra tôi là người đoạt thai chuyển kiếp, khâm phục. Ngô Bình nói, bớt sông dài, nói thẳng đi. Dương Kiệt thu lại nụ cười, thật không dám giấu, tôi đã bị người khác dở trò trong quá trình đoạt thai, thần hồn không thể vào cơ thể. 18 năm nay, tôi luôn nghĩ cách giải quyết nhưng vẫn không có hiệu quả. Tôi nghe nói y thuật của cậu rất cao minh, nên mới muốn tìm cậu để thử vận may xem sao. Ngô Bình nhìn đối phương, sao ông biết đến tôi? Bố tôi và Chu Truyền Võ có quan hệ khá tốt, có lần bố tôi uống rượu với Chu Truyền Võ thì ông ấy nhắc đến y thuật của cậu. Vậy nên tôi hỏi thăm về thân phận của cậu, mới biết tôi và em gái cậu là bạn cùng trường. Vì thế, tôi đã tiếp cận Ngô Mi, nghe ngóng xem có phải cậu giỏi y thuật thật không. Ông cảm thấy tôi có thể giúp ông, Ngô Bình cười lạnh lùng. Dương Kiệt nhẹ nhàng đáp, chúng ta không có giao tình, tôi sẽ không nhờ cậu giúp không công. Tôi đồng ý trả cho cậu một khoản thù lao đáng mơ ước nói nghe thử, Ngô Bình nói. Dương Kiệt trả lời, kiếp trước tôi là một đạo đài của Triều Thanh, nhưng lại không có hứng thú với việc làm quan. Năm 39 tuổi, nhờ cơ duyên xảo hợp, tôi đã bái một vị nhân tiên làm thầy, bắt đầu bước vào con đường tu hành. Tôi khổ luyện trăm năm, cuối cùng trở thành địa tiên. Nhưng thời gian tu luyện của tôi quá muộn, đã bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất, tu vi chỉ đến cảnh giới hai của địa tiên thì không thể tiến xa thêm nữa vậy nên tôi đã dùng khoảng thời gian còn lại để thu thập của cải và công pháp tu luyện có điều cách làm này quá hấp tấp liều lĩnh đắc tội mấy vị cao nhân thời đó kết quả bị họ truy sát sau khi bị thương nặng tôi chạy trốn đến đông doanh và che giấu danh tiếng sống ở đó một thời gian dựa vào thực lực và trí tuệ của bản thân tôi đã gây dựng được thế lực ở đông doanh con cháu tôi cũng giỏi kinh doanh nên chúng tôi đã trở thành một trong các tập đoàn tài chính lớn nhất đông doanh tập đoàn tài chính sanio có điều, cơ thể tôi đã dần suy yếu. Tôi rất cần một cơ thể mới, nên mới quyết định mạo hiểm đoạt thai chuyển kiếp. Ngô Bình hỏi, ông muốn đoạt thai chuyển kiếp, sao lại không tìm mục tiêu ở Đông Doanh? Đó mới là địa bàn của ông mà. Dương Kiệt lắc đầu, cơ thể của tôi là người viêm long. Thể chất của người viêm long tốt hơn, người Đông Doanh không ổn. Ngô Bình nói, vậy ai đã dở trò với ông? Dương Kiệt lộ vẻ oán hận, một tên hòa thượng chết tiệt. Năm đó, Cô ấy vừa hoài thai được trăm ngày thì tôi nhân cơ hội ngồi gần cô ấy, làm phép đoạt thai. Nhưng tôi đoạt thai không lâu thì có một hòa thượng già đi đến. Ông ta như cảm nhận được gì, bèn niệm chú ngay tại chỗ, còn vỗ nhẹ lên đầu người phụ nữ mang thai kia. Cú vô ấy lập tức khiến thần hồn tôi trao đảo, suýt chút nữa đã hồn bay phách lạc, nguyên khí bị thương nặng. Tên hòa thượng đã rời đi ngay sau đó, nhưng kể từ dạo ấy, tôi không thể khống chế hoàn toàn cơ thể này nữa. Dương Kiệt nhìn Ngô Bình, nếu bác sĩ Ngô có thể giúp tôi, tôi sẽ trả thù lao hậu hính. Trước khi đưa ra quyết định, tôi buộc phải biết thân phận của ông, anh bảo, nói ra tên kiếp trước của ông đi. Dương Kiệt im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng, có thể không nói không. Ngô Bình lắc đầu, nếu ông không nói, tôi không thể giúp ông. Dương Kiệt thở dài, được rồi, kiếp trước, tôi tên là Lạc Trường Sinh, người biết đến tôi, e là đều không còn trên đời này nữa. Ngô Bình đáp, tôi sẽ cho ông câu trả lời sau. Sau này tránh xa Ngô Mi một chút. Tôi hiểu rồi, Dương Kiệt cười cười. Lúc này, Ngô Mi đã cầm bao thuốc lá trở về. Cả ba vui vẻ nói cười, ăn xong bữa cơm chưa? Sau bữa cơm, Dương Kiệt và Ngô Mi về trước học, Ngô Bình thì gọi điện cho Diệp Thiên Tông với rất nhiều suy tư. Diệp Thiên Tông đã gần trăm tuổi, chắc hẳn từng nghe đến người tên Lạc Trường Sinh này. Quả nhiên, ở bên kia đầu dây, Diệp Thiên Tông vừa nghe đến ba chữ Lạc Trường Sinh đã kinh ngạc hô lên, sư đệ chắc chắn đó là Lạc Trường Sinh. Ngô Bình đáp, đối phương tự xưng là Lạc Trường Sinh. Em muốn nhờ sư huynh xác nhận một chút, lịch sử có người này không? Giọng của Diệp Thiên Tông rất nghiêm trọng, không ngờ tên ma đầu này vẫn chưa chết, còn tìm đến sư đệ. chương 231, tự cao, khinh người. Ma đầu, Ngô Bình ngứa ra, người này từng làm nhiều việc ác lắm ư. Đâu chỉ vậy, việc ác mà kẻ này làm ra không sách vở nào ghi chép hết diệp thiên tông nói sư đệ à chuyện ở thủ đô đã xong rồi ngày mai anh sẽ đến tìm cậu rồi bàn kỹ hơn về việc của lạc trường sinh cậu đồng ý với yêu cầu của lạc trường sinh trước đi cứ giả vờ xã giao diệp thiên tông nói và tuyệt đối đừng khinh suất tuy lạc trường sinh chuyển kiếp nhưng linh hồn lực vẫn rất mạnh ngô bình gật đầu sư huynh yên tâm em hiểu về đến nhà anh lại luyện động tác đầu tiên của đoàn thể thuật bát cực, đến hoàng hôn mới nắm vững thức đầu tiên. Anh có thể cảm nhận rất rõ, khi làm động tác của thức này, chân khí toàn thân không chỉ đả thông kinh mạch cấp 4 mà còn giúp thận khí khỏe mạnh, củng cố căn cơ và bồi dưỡng nguyên thần. Đây cũng chính là đặc điểm của bộ động tác đầu tiên, đả thông kinh mạch cấp 4, giúp thận khí khỏe mạnh, củng cố căn cơ và bồi dưỡng nguyên thần, cực kỳ có ích cho cơ thể. Lúc mới luyện, toàn thân không mấy dễ chịu, nhưng một khi đã thạo rồi sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, còn khiến ta cảm thấy vui sướng hơn cả chơi ma túy. 6 giờ chiều, anh thay đồ, sau đó bảo cương tử đưa mình đi tham gia hội họp. Địa điểm là nhà hàng Bát Phương, nhà hàng khá có tiếng của huyện thành. Mấy năm đầu, các vị quan chức của huyện đều thích đến đây đãi tiệc mời lãnh đạo. Những năm gần đây, chuyện làm ăn của phía chính quyền ít đi, nhưng các đại gia và ông chủ doanh nghiệp tư nhân lại thích tụ tập ở đây. Đến sảnh nhà hàng anh thấy có một thanh niên thấp người, vuốt ngược tóc, miệng nhọn má hóp đang đứng đó cầm điện thoại nhắn tin. Ngô Bình vừa bước vào, đối phương đã ngẩn ra, Ngô Bình. Sao cậu lại ở đây? Thanh niên miệng nhọn má hóp này tên là Hầu Bảo Lược, bạn cùng lớp hồi lớp 10, lớp 11 của Ngô Bình. Quan hệ giữa gã và Ngô Bình không tốt cũng không xấu. Ngô Bình nói, đến đây xem thử. Hầu Bảo Lượng húng hắng nói, ờm, Ngô Bình, hôm nay là xếp la, là tử thông mời khách, nếu không được cậu ấy mời, e là. Ngô Bình hờ hững nói, không sao, tôi chỉ đến đây gặp một người thôi, gặp xong sẽ đi. Hầu bảo lượng đảo mắt, hỏi cậu gặp ai? Ngô Bình đáp, cô giáo bạch. Gã lạnh mặt, Ngô Bình, cô ấy đang là bạn gái của xếp la, cậu gặp làm gì? Mau đi đi. Ngô Bình nhướng mày, hầu bảo lượng, nhà hàng này do cậu mở à? Hầu bảo lượng cười khẩy, không cần tỏ thái độ, bây giờ tôi là quản lý của nhà hàng này đấy tôi mà không cho cậu vào thì cậu thật sự không vào được đâu ngô bình trao mày anh không ngờ cậu bạn hầu bảo lượng này lại không nể nang như vậy bèn nói cậu là quản lý nhà hàng thì mở cửa làm ăn vậy mà cậu lại không cho phép tôi vào hầu bảo lượng bực dọc bớt nói nhảm đi nhanh đi chuyện gì vậy đúng lúc này một người đàn ông đi xuống lầu vừa chạm mắt với ngô bình bèn đổi sắc mặt vội vàng chạy xuống đón tiếp với vẻ nịnh nọt sao anh mua lại đến đây thế người này chính là bì dương người vừa bị ngô bình dạy dỗ cách đây không lâu đệ tử của ngô hữu tuyền ngô bình đáp nhà hàng này do anh mở bì dương vội đáp trước đây bố tôi kinh doanh nay đã cao tuổi nên tôi đến trông coi anh ngô à mời vào phòng ngồi hầu bảo lượng há hốc miệng sao bì dương lại khách sáo với ngô bình đến vậy ngô bình nói tôi không ngồi đâu vị quản lý này của các anh đang muốn tôi đi bì dương giật mình lập tức giơ tay lên tắt hầu bảo lượng đến mức lảo đảo hầu bảo lượng vừa kinh ngạc vừa giận dữ bèn hỏi anh bị à sao anh lại đánh tôi cậu mù à không biết anh ngô sao anh ngô là quý nhân của tôi mà cậu dám đuổi đi ai cho cậu lá gan đó hắn càng nói càng giận dữ lại sấn tới đạp một cái nữa khiến hầu bảo lượng ngã xuống sàn cậu không cần làm quản lý nữa cút đi bì dương tỏ vẻ ghét bỏ gọi bảo vệ khiêng hầu bảo lượng ra ngoài rồi hắn ngoái lại cười với Ngô Bình, "Xin lỗi, anh Ngô, là do tôi quản lý không nghiêm ngặt." Ngô Bình nói, "Không sao, anh cứ bận việc của anh đi." Anh đi thẳng vào thang máy để lên phòng riêng ở tầng 3, nơi đó chính là điểm tụ họp. Ngô Bình vừa đi khỏi, Bì Dương lập tức gọi một nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp đi theo. Một khi Ngô Bình có bất kỳ yêu cầu gì thì bảo cô ta đến báo cáo. Cửa phòng để mở, tiếng cười đùa cùng tiếng nói phụ họa của một đám người vang ra từ bên trong. Anh vừa vào đã thấy một người đàn ông vừa đen vừa béo ngồi ở ghế chủ trì với vẻ mặt tươi cười. Ngồi cạnh người này là một cô gái rất đẹp, chừng 25, 26 tuổi, là cô giáo Bạch Băng trong ấn tượng của Ngô Bình. Bạch Băng mặc một chiếc sườn xám theo hoa màu trắng nhạt, trông rất xinh đẹp. Còn người đàn ông kia chính là La Tử Thông. Tiếng cười lập tức im bặt, mười mấy ánh mắt ở đó đều đổ dồn vào Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười rồi gật đầu với mọi người. "Ối, đây chẳng phải là Ngô Bình sao, một cậu bạn đứng dậy, chạy lại ôm Ngô Bình. Người này cao to thô kịch, mặt mày dâu ria, hai tay thô giáp, gương mặt dày dạn gió xương, tên là Thôi Hưng Khải, năm xưa có quan hệ khá tốt với Ngô Bình. Có điều hồi lớp 11, nhà Thôi Hưng Khải xảy ra biến cố nên buộc phải thôi học để đi làm. Hưng Khải, Ngô Bình mỉm cười, đã lâu không gặp. Có mấy người bạn lục tục đứng dậy, đều là những người khá thân với Ngô Bình. La Tử Thông đang nói chuyện hăng say bỗng nhíu mày, bật cười ha ha rồi hỏi anh, "Ngô Bình, tôi nhớ là mình không mời cậu mà nhỉ?" Năm lớp 10, La Tử Thông đồn rằng Ngô Bình đang yêu thầm một cô gái trong lớp, khiến cho cả hai trở nên khó xử. Ngô Bình khó chịu, bèn đánh La Tử Thông một trận, nên quan hệ giữa hai người căng thẳng vô cùng. Lên lớp 11 phải phân ban, bọn họ được phân vào các lớp khác nhau nhưng nếu tình cờ gặp nhau trên đường, vẫn phải chừng mắt nhìn đối phương một cái. Là tử thông vừa lên tiếng, mấy người bạn định đi đến bắt tay với Ngô Bình lập tức ngồi trở lại. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, là tử thông, cậu nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua tôi nghe nói bạn cũng đang họp lớp ở đây nên ghé thăm thôi, nhân tiện gặp mặt cô giáo Bạch Băng. Là tử thông cười khẩy, tên của bạn gái tôi mà để loại người ở đáy xã hội như cậu muốn gọi thì gọi à. Cút ra ngoài có hai vệ sĩ cường tráng đi đến phía sau Ngô Bình và đang nhìn anh bằng ánh mắt bất thiện. Thôi Hưng Khải vội cười xòa, xếp la à, mọi người đều là bạn học mà, vui vẻ sẽ tốt hơn. La tử thông đanh mặt, tôi cho phép cậu lên tiếng chưa, Thôi Hưng Khải. Công trình của tôi, cậu còn muốn nhận hay không hả? Thôi Hưng Khải biến sắc, cuống cuồng nói, xếp la đừng giận, tôi không có ý gì khác. La tử thông mới phát triển một dự án bất động sản và cần một đội sửa sang lắp đặt, cả công trình có thể đạt doanh thu ít nhất cả chục triệu, lợi nhuận về tay ít nhất 3 triệu. Tháng trước thôi Hưng Khải đã liên hệ với La Tử Thông, mong rằng có thể lấy được dự án lắp đặt này, mà La Tử Thông cũng đã đồng ý bằng miệng. Thế ý cậu là gì? La Tử Thông lạnh lùng nói, đoạn chỉ vào ngô bình, đi, tẩn thằng quát này cho tôi. Đánh xong. Tôi sẽ cho cậu nhận thầu lắp đặt một nửa khu bất động sản. chương 232, toàn thể chấn động. Thôi hưng khải ngẩn ra, Hết nhìn La Tử Thông lại nhìn Ngô Bình, tâm trạng đang rất giằng xé. Một nửa khu bất động sản, tức là tiền công trình đến 5, 6 triệu và khoản lợi nhuận nhỏ 2 triệu. Nhưng bảo thôi Hưng Khải ra tay với Ngô Bình thì anh ấy không làm được. Không chỉ vì quan hệ giữa hai người rất tốt, mà hơn hết là vì anh ấy là người có giới hạn của mình. Nhìn thấy thôi Hưng Khải im lặng, La Tử Thông bèn cười khẩy, nhìn sang một cậu bạn ở cách đó không xa, "Bao đồng sinh, cậu cũng làm công trình nhỉ?" bao đồng sinh cao 1m85, rất cường tráng, từ thời cha chú đã làm nhận thầu công trình, gia đình khá giả. Anh ta vừa nghe câu này thì mắt đã sáng rực, cười nói, xếp la cứ giao cho tôi. Anh ta cười khẩy, vừa đi về phía Ngô Bình vừa xoa mũi nói, tôi bảo này, Ngô Bình, hôm nay chúng ta đừng làm xấu mặt nhau. Cậu tự đi, tôi sẽ không động đến cậu. Ngô Bình nhìn bao đồng sinh, thở ơ đáp, tôi cũng muốn biết cậu sẽ động đến tôi bằng cách nào. Bao đồng sinh xa sầm mặt, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ta đã đi lính, từng học chiến đấu, bèn giơ tay lên ấn vai Ngô Bình Hồng hạ gục anh. Nhưng anh ta vừa đưa tay ra thì đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt bất ngờ xuất hiện vực sâu thăm thẳm. Anh ta hoảng sợ hét lên mẹ ơi, vội vã nhảy lùi về sau, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là thần ý mà Ngô Bình tu luyện, trong cự ly gần, thần ý của anh có thể tấn công ý thức của đối phương, khiến họ nảy sinh ảo giác là tử thông cả giận, bao đồng sinh, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Diễn trò à? Vẻ mặt của bao đồng sinh hệt như gặp ma vậy, kinh ngạc nhìn Ngô Bình, anh ta hỏi cậu vừa làm gì? Ngô Bình phất lờ anh ta, chỉ đi đến an ủi thôi Hưng Khải đang giàu dĩ, cười bảo chỉ là công trình thôi mà, mình có thể giới thiệu cho cậu. Thôi Hưng Khải ngây người, cậu có thể giới thiệu ư, Ngô Bình. Dạo trước Thôi Hưng Khải làm công trình bị chơi xấu, ông chủ chạy trốn, khiến anh ấy nợ hơn 2 triệu. Bây giờ anh ấy đang rất phiền não. Ngô Bình đáp, đương nhiên, lát nữa mình sẽ gọi điện giúp cậu. Thôi Hưng Khải mừng rỡ, tốt quá rồi. La Tử Thông cực kỳ khó chịu. Hắn nói, giới thiệu công trình. Một kẻ học rốt bỏ học đại học như cậu mà cũng có thể giới thiệu công trình giúp người khác. Cố ý ra vẻ à? Bao đồng sinh hùa theo ngay, đúng đấy. Cậu có công trình để giới thiệu mà lại sống như thế này à? Dứt lời, anh ta còn xoay xoay tay, cố tình để lộ chiếc Rolex trị giá cả trăm nghìn. Bộ dạng của Ngô Bình quả thật chẳng giống người có tiền đồ sán lạn, quần áo đều được Ngô Nghi mua trên mạng, cả bộ không quá một nghìn tệ. Hết cách rồi, từ bé anh đã sống trong một gia đình bình thường, dù bây giờ giàu lên thì vẫn không để tâm đến chuyện ăn mặc. Hơn nữa, đối với người tu hành, ăn vận trải chuốt là một loại trói buộc về tinh thần, cản trở anh tu hành võ đạo. Ngô Bình vẫn điềm tĩnh hỏi, Hưng Khải, cậu có tin mình không? thôi hưng khải gật mạnh tin ngô bình bật cười cậu tin mình làm mình rất vui anh lấy điện thoại ra gọi cho đường tử di tử di à dự án lắp đặt khu biệt thự thái khang đã có ai nhận chưa đường tử di đang làm việc cô ấy cười đáp có người thầu rồi sao vậy ngô bình đáp anh có một người bạn học làm về lắp đặt nên muốn giới thiệu công trình cho cậu ấy đường tử di cười bảo dễ mà anh hỏi xem bạn anh chịu đến hải thành làm việc không ngô bình mở loa ngoài đoạn nói hưng khải cậu nói yêu cầu của mình với cô ấy đi thôi hưng khải nhủ thầm mình làm gì có yêu cầu chứ có việc là làm thôi anh ấy vội ghé sát điện thoại lịch sự nói chào cô tôi là thôi hưng khải bạn cấp ba của ngô bình đường tử di cười đáp chào anh thôi tôi là đường tử di của tập đoàn đường thị tập đoàn đường thị chúng tôi có dự án biệt thự vọng nguyệt ở hải thành đã sắp xây dựng xong cần làm một số công trình cơ bản anh có hứng thú hợp tác chứ Thôi Hưng Khải và tất cả đều ngỡ ngàng, tập đoàn đường thị. Doanh nghiệp khổng lồ của Giang Nam, có tài sản cả trăm tỷ ấy hả? Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, sao Ngô Bình lại quen được người của tập đoàn đường thị? Thôi Hưng Khải vội vã tiếp lời, có có, nhóm công trình chúng tôi, cái gì cũng làm được, đến Hải Thành cũng không thành vấn đề. Đường Tử Di nói, thế thì tốt quá rồi. Diện tích xây dựng của biệt thự vọng nguyệt khoảng 2,7 triệu mét vuông, tiêu chuẩn lắp đặt của chúng tôi là 1.000 tệ trên mỗi mét vuông. Nếu anh có hứng thú, chúng ta có thể thảo luận chi tiết sau. Thôi hưng khải sắp phát điên mất rồi. 1.000 tệ 1 mét vuông, 2,7 triệu mét vuông. Thế có nghĩa là 2,7 tỷ. Giọng anh ấy run lên, cô đường à, tôi, tôi chưa từng nhận dự án nào lớn đến vậy. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu, tiền phải trả trước quá nhiều, tôi không chi trả nổi, tôi. Đường tử di cười bảo, không sao, Chúng tôi có thể ứng trước tiền, nhưng anh phải đảm bảo chất lượng thi công, ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tài trợ các anh mua vật liệu lắp đặt. Nghe vậy, Thôi Hưng Khải lập tức yên lòng, vội vàng đáp, vậy được, tôi nhất định dốc hết sức mình làm tốt công việc này. Ngô Bình cười nói, cảm ơn em nhé, Tử Di. Đường Tử Di đáp, chuyện nhỏ thôi mà. À phải, ngày kia em đến tỉnh ca để khảo sát một dự án, anh rảnh không? Ngô Bình đã tắt loa ngoài, anh trả lời, được, đến lúc đó cứ gọi anh. Nói thêm vài câu, anh mới cúp máy. Cả phòng chìm trong im lặng, dự án 2,7 tỷ mà thỏa thuận thành công chỉ qua điện thoại. Không đùa đấy chứ. Thôi hưng khải ôm trầm Ngô Bình, còn định hôn lên mặt anh thì đã bị Ngô Bình đá ra. Anh nói, tránh ra đi. Anh ấy hào hứng đến mức run rẩy cả người, Ngô Bình, mình rất biết ơn cậu nên bày tỏ một chút ấy mà. Ngô Bình cười mắng, đi bày tỏ với vợ cậu ấy lúc này bao đồng sinh đang hối hận lắm nếu anh ta không nhảy ra thì dựa vào mối quan hệ bạn học này chắc là ngô bình cũng giúp anh ta nhỉ người có sắc mặt khó coi nhất là la tử thông hắn cảm thấy mình bị ngô bình đè bẹp hoàn toàn điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu hắn lạnh lùng hừ giọng chỉ quen biết vài người thôi mà có gì hay ho đâu ngô bình tôi đã nói là tôi không hoan nghênh cậu cậu mau cút ra ngoài cuối cùng hà hân di cũng không chịu được nữa bèn đứng dậy giận dữ quát, là tử thông, cậu muốn làm gì đây hả? Chuyện họp lớp là do tôi nói với Ngô Bình đấy, nếu các cậu có gì bất mãn, vậy tôi rút là được chứ gì? Là tử thông liếc nhìn Hà Hân Di, đoạn đáp, Hân Di, e là cậu vẫn chưa biết tên Ngô Bình này đã làm gì nhỉ? Cậu ta từng ngồi tù đấy, cậu còn đỡ lời cho hạng người này. Hà Hân Di ngẩn ra, Ngô Bình từng ngồi tù. Lúc này, hầu bảo lượng bóng xông vào, trước đó gã bị sa thải nên giờ căm hận Ngô Bình đến thấu xương. Gã cười khẩy, đúng vậy, tôi biết chuyện tên này ở tù từ lâu rồi. À, tôi phải bảo bạn tôi điều tra sơ yếu lý lịch của cậu ta cho các cậu xem. Gã lấy điện thoại ra gọi, vài phút sau, điện thoại gã đã nhận được vài tấm hình. Thế là gã mở ra cho mọi người xem ngay, các cậu xem, Ngô Bình, Nam, 23 tuổi, tiến sĩ y khoa và tiến sĩ dược của Đại học Hoa Thanh, cảnh giám cấp 2 của Bộ Công an. Hả? đọc được vài câu, gã đã ngơ ra, sao lại khác xa dữ liệu của gã vậy? Lại còn tiến sĩ, cảnh giám, cái quái gì đây? Hà Hân Di ghé lại đọc, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, kinh ngạc hô lên, ngô bình, cậu là cảnh giám cấp 2. Còn tốt nghiệp đại học Hoa Thanh, sao chúng mình không biết gì hết vậy? Ngô Bình húng hắng nói, chuyện này, vì mình làm việc ở bộ phận bí mật nên mọi thông tin đều được bảo mật, kể cả người nhà của mình cũng không biết. Hà Hân Di bật ngón cái, đỉnh còn có hai bằng tiến sĩ đại học Hoa Thanh, bây giờ là Tổng đội trưởng Tổng đội truy bắt tội phạm công an tỉnh Ca, Hoa, lợi hại quá. Mọi người đều ngây ngẩn, Ngô Bình còn trẻ như vậy mà đã là Tổng đội trưởng truy bắt tội phạm. Không phải đùa đấy chứ. chương 233, tự vả. Hà Hân Di lấy điện thoại ra tra cứu trên trang web chính thức của công an tỉnh Ca, có giới thiệu các lãnh đạo chủ chốt. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã tìm được tên của Ngô Bình, chức vụ đúng là tổng đội trưởng. Cô ấy kinh ngạc hô lên, tìm được rồi, là tổng đội trưởng thật này. Ngô Bình à, cậu oai quá, có phải cả đại đội truy bắt tội phạm của toàn tỉnh đều do cậu quản lý không? Ngô Bình đáp, không thể nói vậy, mình chỉ phụ trách điều phối công việc thôi. Khiêm tốn thế, Hà Hân Di đấm nhẹ anh một cái, đoạn hỏi, cô gái tên Tử Di ban nãy là ai của tập đoàn Đường thị vậy? Tên của cả hai đều có chữ Di, điều này khiến Hà Hân Di rất tò mò. Ngô Bình đáp, cô cả nhà họ đường. Wow, cô cả nhà họ đường, tức là siêu giàu rồi, thôi hưng khải hô to. Lúc này, các bạn học đều ùa đến, vây quanh Ngô Bình ở vị trí trung tâm, hoàn toàn phớt lờ La Tử Thông. La Tử Thông giận run người nhưng cũng hết cách, trước tổng đội trưởng của Ngô Bình đúng là quá ghê gớm. Hắn ho húng hắng, lớn giọng gọi, phục vụ, lên món. Nhân viên phục vụ bước vào, theo sau là Bì Dương. Bì Dương nhờ nhân viên phục vụ nghe ngóng, biết được Ngô Bình đến đây tham gia học lớp. Hắn đến đây để chào hỏi, cười nói: "Anh Ngô à, mọi chi tiêu của anh hôm nay đều được miễn phí. Mong rằng anh Ngô và các vị có thể họp lớp thật vui vẻ." Ngô Bình cũng không khách sáo với hắn, bèn đáp cảm ơn ông chủ Bì. Không dám, không dám, cứ gọi tôi là Tiểu Bì. Bì Dương nịnh nọt, tôi không quấy rầy nữa, các vị cứ tiếp tục nhé. Sau khi Bì Dương đi khỏi là tử thông càng khó chịu hơn. Hắn quyết định thể hiện khả năng quen biết của mình, hòng lấy lại uy phong đã bị ngô bình cướp mất. Hắn lại ho thêm tiếng nữa, đoạn rằng các cậu biết gì không? Anh Diệp, một trong tám cậu ấm của thiên kinh, đang ở huyện Minh Dương đấy. Hà Hân Di hỏi, Diệp Huyền, là Diệp Huyền thường lên truyền hình và tạp chí, dính tin đồn với rất nhiều sao nữ đúng không? Là tử thông mỉm cười gật đầu, tôi và anh Diệp là bạn rất thân, lần này anh ấy đến đây chính vì để bàn chuyện hợp tác với tôi. Chúng tôi dự định xây dựng một phim trường ở huyện Minh Dương. Tôi chuẩn bị đầu tư 5 tỷ, còn anh Diệp đầu tư 15 tỷ, nhằm xây dựng huyện Minh Dương trở thành phim trường quan trọng của cả nước. Mọi người đều kinh ngạc, đầu tư đến 5 tỷ. Là tử thông đắc ý, 5 tỷ chỉ là vốn đầu tư giai đoạn đầu. Nếu hiệu quả tốt, tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm. Đến lúc đó, tôi sẽ có rất nhiều công việc, các cậu có hứng thú có thể tìm tôi. Có vài người lập tức đến dò hỏi, trông rất hứng thú với mấy công việc đó. Ngô Bình cảm thấy rất buồn cười. Diệp Huyền muốn đầu tư vào phim trường từ bao giờ vậy? Anh bèn nói, thế à? Sao tôi không nghe anh ấy nhắc đến nhỉ? Là tử thông ngây ra, lập tức cho mày, Ngô Bình, ý cậu là cậu cũng quen anh Diệp. Xem là thế, anh đáp. Là tử thông cười khẩy, xem là thế. Tức là không quen rồi đúng lúc này điện thoại của ngô bình reo lên tình cờ thật nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay người gọi chính là diệp huyền thôi hưng khải tinh mắt nhìn thấy cái tên diệp huyền bèn kêu lên ngô bình là diệp huyền gọi à mọi người đều ngẩn ra thi nhau nhìn sang ngô bình ngô bình chỉ đành ra một góc nghe điện thoại nhưng cũng vô dụng ở đây quá yên ắng dù anh có nói nhỏ tiếng thế nào thì bọn họ vẫn nghe được chuyện gì vậy giọng anh rất thiếu kiên nhẫn Bên kia đầu dây, Diệp Huyền rất hào hứng, sư thúc tổ, đệ tử đã tập liền nhau 12 động tác. Sư thúc tổ đoán xem thế nào, đệ tử đã có khí cảm rồi đấy, ha ha. Vậy chứng tỏ đệ tử có thể tu luyện rồi. Ngô Bình đáp, kinh ngạc cái gì, đây là hiệu quả bình thường. Diệp Huyền hỏi, sư thúc tổ đang ở đâu thế? Đệ tử đến gặp nhé. Ngô Bình nói ngay, anh đừng có đến. La Tử thông nghe được câu anh đừng có đến, lập tức cười khẩy lớn giọng bảo không muốn anh ấy đến chắc người này không phải diệp huyền đâu nhỉ dù cậu có là tổng đội trưởng tổng đội truy bắt tội phạm của tỉnh thì cũng không có khả năng quen biết anh diệp ngô bình đảo mắt nghĩ bụng cậu muốn tự vả thì để tôi giúp cậu anh bèn bật loa ngoài hỏi chuyện diệp huyền có người tên la tử thông muốn nói chuyện với anh anh có quen cậu ta không diệp huyền trầm ngâm la tử thông có chút ấn tượng nghe giọng nói này tim la tử thông đánh thịt thật sự là Diệp Huyền. Hắn vội vàng ghé lại gần, "Anh Diệp, tôi là Tiểu La đây. Lần trước chúng ta từng gặp nhau ở câu lạc bộ Thiên Hương của Thiên Kinh." Diệp Huyền ồ lên, "Ra là cậu, cậu có việc gì à?" "Giờ thì khó xử rồi. Ban nãy là Tử Thông còn khoác lác về chuyện phim trường, bây giờ gặp phải người thật, hắn lại không dám nhắc." Ngô Bình bèn nói thay hắn, "Diệp Huyền, là Tử Thông bảo anh muốn hợp tác với cậu ta, đầu tư 15 tỷ xây phim trường ở huyện Minh Dương." có chuyện này không? Diệp Huyền đáp, xây phim trường ở đây. Đùa à, sư thúc tổ, hoàn toàn không có chuyện này. Đúng là đệ tử muốn xây phim trường, nhưng địa điểm là Vân Kinh. Rồi anh ta đổi sang giọng khẩn khoản, sư thúc tổ đang đi chơi à? Đệ tử đến đó được không? Ngô Bình đáp, không được, rồi cúp ngay. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyền là cậu ấm thiên kinh, sao lại có thái độ su nịnh trước Ngô Bình vậy? Rốt cuộc Ngô Bình có thân phận gì? có mấy người bụng dạ sâu trong lòng bắt đầu hoảng sợ có thể khiến nhân vật như diệp huyền đối xử kính cẩn đến thế rốt cuộc anh có quyền lực lớn chừng nào sắc mặt la tử thông thoát trắng thoát đỏ chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống ngô bình mặc kệ hắn đi đến trước mặt bạch băng anh nói cô giáo bạch la tử thông cả giận vội vã sân tới quát lên ngô bình cậu làm gì đấy ngô bình phớt lờ hắn nghe câu cô giáo bạch kia bạch băng hơi ngẩng đầu lên song ánh mắt lại trống rỗng không cảm xúc anh hơi nhíu mày dùng năng lực nhìn thấu vạn vật thấy giữa lông mày bạch băng có một luồng khí xanh hình dạng khí xanh ấy khá giống với phủ văn ngô bình nổi trận lôi đình đột một ngoái lại nhìn la tử thông đanh giọng quát la tử thông cậu tìm người ếm bùa cô giáo bạch cậu to gan đấy với tiếng giống này thần ý không kìm được bùng phát la tử thông chỉ cảm thấy tinh thần biên đảo toàn thân run rẩy sợ hãi đến mức quỵ ngã xuống đất một cái rầm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ như tắm. Ngô Bình búng tay, bột thuốc biến thành khói xanh sộc vào mũi hắn. Thuốc này có thể khiến một người nói lời thật lòng, mặc cho anh điều khiển. Anh từng dùng một lần, hiệu quả cực tốt. Bột thuốc vào mũi, là tử thông thử ra, ánh mắt dần đờ đẫn. Ngô Bình nói với mọi người, mời các cậu ra ngoài một lát. Uy lực của anh đã được thiết lập, các bạn học không có ý kiến, đồng loạt rời khỏi phòng hai vệ sĩ cũng bị la tử thông đuổi ra ngoài cuối cùng thôi hưng khải đóng cửa lại căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn ngô bình bạch băng và la tử thông la tử thông cậu ếm bùa tình yêu với bạch băng anh trầm giọng hỏi la tử thông chậm rãi đáp phải tôi vẫn luôn thích bạch băng sau khi phát tài tôi đã bỏ ra một số tiền lớn mời thầy bùa của nước miến đến ếm bùa bạch băng ngô bình hỏi là chuyện khi nào Hôm kia, La Tử Thông nói, hiệu quả rất tốt. Sang hôm sau, Bạch Băng đã chủ động liên lạc với tôi, bảo rằng bằng lòng làm bạn gái tôi. Tôi rất vui, còn đặc biệt tổ chức buổi họp lớp, muốn khoe khoang chuyện này trước mặt các bạn nam khác. Chương 234, giải bùa. Ngô Bình lại hỏi, một người rốt như cậu đã phát tài bằng cách nào? La Tử Thông đáp, năm tôi lên đại học, bố tôi được thăng chức giám đốc của phòng phát triển kinh tế tỉnh. Ông ấy tham ô mấy trăm triệu trong vòng 2 năm, vậy nên tôi thôi học, dùng khoản tiền này để lập nghiệp, nhờ sự giúp đỡ của bố nên công việc kinh doanh càng lúc càng lớn mạnh. Ngô Bình cười khẩy, tiền tham ô mà còn dám dùng công khai như thế, xem ra cậu rất giỏi hại bố mình. Ngẫm nghĩ giây lát, anh ra lệnh, bây giờ cậu đến văn phòng tỉnh, tìm từ bá nhân, khai báo đầy đủ chuyện bố cậu phạm pháp, sau đó đưa số điện thoại của từ bá nhân cho hắn. Được la tử thông cầm theo điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài hắn mở cửa đi thẳng xuống lầu không quan tâm đến bất cứ ai ai gọi cũng không trả lời mọi người đều thấy rất lạ chuyện gì vậy kia trong phòng ngô bình gọi cho từ bá nhân trước để nói rõ tình hình sau đó anh làm thủ ấn chuyển vận thần ý rồi hét về phía bạch băng thôi toàn thân bạch băng chấn động khí xanh giữa lông mày tiêu tan đôi mắt xinh đẹp của cô ấy chuyển động mấy cái chậm chậm lấy lại sự tỉnh táo. Khi nhìn rõ dáng hình Ngô Bình, cô ấy kinh ngạc kêu lên cậu là Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười, cô giáo Bạch, là Ngô Bình đây. Cảm thấy thế nào? Bạch băng ngó quanh quất, cảm thấy nơi này rất lạ, bèn hỏi đây là đâu? Sao mình lại đến đây? Ngô Bình vừa ngồi xuống vừa đáp, nói ra, e là cậu không dám tin. Anh kể lại chuyện là tử thông mời thầy bùa ếm bùa tình yêu, còn nhắc đến buổi họp lớp lần này gương mặt thanh tú bạch băng lộ vẻ khó tin, cô ấy lẩm bẩm sao lại thế? Ngô Bình đáp, cô giáo bạch hà không sao nữa rồi, mình đã giải bùa giúp cậu, sau này là tử thông cũng không dám tìm cậu nữa. Bạch băng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, mắt đột nhiên đỏ hoe cảm ơn cậu, Ngô Bình. Nếu không nhờ cậu, mình. Ngô Bình đáp, cậu không cần khách sáo với mình, để mình gọi các bạn vào, mọi người trò chuyện tiếp. Anh ra ngoài gọi tất cả vào phòng. Rồi mọi người phát hiện, dường như Bạch Băng đã khác xa lúc nãy. Vừa rồi Bạch Băng rất lạnh nhạt với mọi người, chẳng nói chuyện cùng ai cả, giờ thì vui vẻ nói cười, tựa như đã quay về dáng vẻ ngày xưa. Các bạn đều đến đủ rồi, vậy chúng mình bắt đầu thôi." Bạch Băng cười nói. Mọi người đều vỗ tay rồi ngồi vào chỗ, Ngô Bình thì ngồi ở chỗ ban nãy của La Tử Thông. "Cô giáo Bạch này, bây giờ cậu vẫn đang dạy học chứ?" Bạch Băng lắc đầu, "Từ trước nửa năm rồi." Giờ mình đang ở nhà, thi thoảng viết sách. Ngô Bình cười bảo, "Mình nhớ ngày trước cậu từng xuất bản thơ và tản văn, viết cực kỳ hay." Bạch Băng cười đáp, "Hay gì đâu, viết bừa thôi. Giờ mình đang sáng tác một quyển tiểu thuyết, hiện vẫn chưa xuất bản." Ngô Bình nói, "Thế thì mình chắc chắn phải xin đọc kiệt tác của cậu rồi." Ngồi bên cạnh, Thôi Hưng Khải do dự một hồi mới lên tiếng, "Ngô Bình à, thật ra cô giáo Bạch bị ép từ chức vì..." Thôi Hưng Khải đừng nói, Bạch Băng vội ngăn lại. Thôi Hưng Khải ngẩng phát đầu, cô giáo Bạch Hà, Ngô Bình là tổng đội trưởng truy bắt tội phạm. Có cậu ấy chống lưng cho, cậu không cần sợ họ. Ngô Bình nhíu mày, Hưng Khải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi Hưng Khải nói, bạn gái mình cũng dạy học ở trường số 2 nên biết rất rõ chuyện của cô giáo Bạch. Ai cũng biết cô ấy xinh đẹp, người theo đuổi cũng rất nhiều. Chừng một năm trước, cô giáo Bạch tham gia tuyển chọn giáo viên ưu tú toàn tỉnh có một cán bộ của Sở Giáo dục tỉnh, tên là Phương Chính Nghĩa. Ở buổi tuyển chọn, gã lấy được số điện thoại của cô giáo Bạch, sau đó thì ngày nào cũng gọi cho cô ấy. Về phần gã muốn làm gì, mình không nói chắc mọi người cũng biết. Tất nhiên là cô giáo Bạch từ chối, nhưng phiền phức đến rồi đây. Không chỉ hụt mất giải giáo viên ưu tú gần như nắm chắc phần thắng, cô ấy còn bị gã đó đem ra làm ví dụ điển hình, chỉ trích công khai nhiều lần, Thái độ của gã khiến phòng giáo dục huyện cũng bắt đầu chèn ép cô ấy đủ đường. Trừ lương, giáng chức, có kẻ còn tố cáo đời sống riêng của cô ấy thiếu chừng mực. Giai đoạn ấy, cô giáo Bạch chịu áp lực rất lớn. Sau đủ loại chèn ép đó, Phương Chính Nghĩa còn gọi điện uy hiếp cô ấy, bảo là nếu còn không ngoan ngoán, gã sẽ làm cô ấy mất sạch danh dự, không làm người được nữa. Cô giáo Bạch sợ quá, mới từ trước rời đi. Nghe xong, Ngô Bình nổi trận lôi đình quá ngang ngược gã đó tên là Phương Chính Nghĩa. Thôi Hưng Khải gật đầu, ừ, là phó giám đốc sở, phụ trách nhân sự, quyền lực rất lớn. Nếu không thì phòng giáo dục huyện đã không nối giáo cho giặc như thế. Bạch băng khẽ thở dài, đừng nhắc chuyện này nữa, không làm giáo viên nữa cũng tốt. Ngô Bình giận run người, bèn gọi điện cho từ bá nhân, anh từ à, sở giáo dục có người tên Phương Chính Nghĩa, anh có biết không? Phương Chính Nghĩa à, có ấn tượng, hình như là phó giám đốc, sao, có vấn đề gì ư? Ngô Bình đáp, "Anh à, bộ phận điều tra kỷ luật của bọn em muốn điều tra tên phương chính nghĩa này, vấn đề của gã rất nghiêm trọng. Nhưng nếu gã bị bọn em tra ra, em sợ rằng bộ mặt của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng xấu nên mới báo trước với anh một câu." Từ bá nhân vội đáp, "Được rồi, tôi sẽ bảo các bộ phận liên quan điều tra kỹ về phương chính nghĩa. Phía các cậu hãy khoan điều tra." Ngô Bình nói, "Không thành vấn đề." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ gọi cho ai vậy nhỉ? Chỉ một câu thôi mà đã có thể giải quyết chuyện phó giám đốc sở. Bạch Băng hỏi, Ngô Bình à, cậu gọi cho ai vậy? Ngô Bình đáp, một người bạn làm trong tỉnh, phụ trách về kỷ luật. Anh biết, hạng rác rưởi như phương chính nghĩa, chỉ cần điều tra thôi, sẽ tìm được rất nhiều thứ. Bạch Băng nói, vậy à, cậu làm thế có gây rắc rối cho bạn cậu không? Ngô Bình cười bảo, cô giáo bạch yên tâm, bạn mình giải quyết được. À phải mình có quen hiệu trưởng trường số 1, cậu có muốn qua đó làm không? Bạch băng ngây ra, liệu mình có ổn không? Trường số 1 có yêu cầu rất cao với giáo viên, hơn nữa đãi ngộ cũng vượt xa trường số 2, ví dụ như chính sách phân chia nhà. Ngô Bình đáp, đương nhiên rồi. Ngẫm nghĩ giây lát, anh gọi cho La Duy Khang, nói rõ tình huống. La Duy Khang biết Ngô Bình có quyền lực lớn chừng nào, bèn đồng ý, còn xin số của Bạch Băng. Lúc này, món đã được dọn lên mọi người nâng ly uống rượu, bầu không khí trở nên rất náo nhiệt. Chừng nửa giờ sau, Bạch Băng nhận được điện thoại của La Duy Khang. Trong điện thoại, ông ấy nói hiện nay trường số 1 rất cần một giáo viên giỏi như Bạch Băng, mong cô ấy gia nhập. Sau đó là hiệu trưởng trường số 1 gọi điện mời Bạch Băng đến trường giảng dạy, còn đảm nhiệm tổ trưởng tổ ngữ văn, phó chủ nhiệm khối lớp, và cho cô ấy một chức danh cao cấp. Nghe máy xong, Bạch Băng cũng ngơ người sao hiệu trưởng trường số một lại nhiệt tình thế này? Đặt điện thoại xuống, cô ấy nhìn sang Ngô Bình, khẽ thở ra, cảm ơn cậu, ngày mai mình có thể đến trường số một rồi. Tất cả đều ngỡ ngàng, một cuộc điện thoại thôi đã thu xếp được công việc ư. Hà Hân Di cắn môi nói, Ngô mô Bình này, cậu cũng giúp mình một việc được không? chương 235, Đường Môn Hà Hân Di vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang đang đôn đáo tìm việc, cô ấy học quản trị kinh doanh, dù từng thực tập ở một công ty lớn, nhưng giờ muốn kiếm một công việc chính thức thì rất khó." Ngô Bình cười nói, "Không sao, cậu cứ nói đi." "Hà Hân Di, mấy hôm trước tôi thấy công ty bất động sản Đường Vương thuộc tập đoàn Đường Thị đang tuyển trợ lý tổng giám đốc, tôi muốn thử xem sao." Công ty bất động sản Đường Vương là công ty mới thành lập, chuyên quản lý mảng bất động sản và sản nghiệp của tập đoàn Đường Thị, tổng vốn đầu tư là hơn 300 tỷ, nói chung là một doanh nghiệp có quy mô lớn. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, được, tôi là cổ đông của đường thị nên cũng có tư cách đề bạt trợ lý cho tổng giám đốc. Để tôi về viết giấy đề bạt cho cậu, sau đó cậu cứ đến đó tìm tổng giám đốc thôi. Hà Hân Di mừng rỡ nói, cậu còn là cổ đông của tập đoàn Hà. Siêu thế, cảm ơn nhé, mai tôi sẽ đi luôn. Ngay sau đó, các bạn học như đã bùng nổ, ai cũng nhao lên nhờ Ngô Bình giúp này giúp nọ. Con người sống trên đời luôn gặp những phiền phức khác nhau, may sao những phiền phức này lại rất dễ giải quyết với ngô bình ví dụ có một bạn học bố cậu ta làm việc cả đời ở công xưởng kết quả khi chuẩn bị nghỉ hưu thì phát hiện công xưởng không hề đóng bảo hiểm xã hội cho ông ấy có bạn học khác thì làm việc ở ủy ban huyện chẳng may đắc tội với một sếp nên dạo này bị ăn hành suốt nể tình bạn cũ ngô bình đã tận lực giúp đỡ sau vài cuộc điện thoại anh đã giải quyết xong hết việc mà mọi người nhờ từ huyện thành phố cho đến tỉnh Ngô Bình đều có bạn bè nên chỉ cần nói một câu là xong hết. Buổi họp lớp đã biến thành nơi để Ngô Bình giúp các bạn học giải quyết các vấn đề khó khăn. Chờ khi buổi tiệc kết thúc thì cũng đã hơn 11 giờ đêm, mọi người giải tán, Ngô Bình và Bạch Băng ở lại cuối cùng, anh nói cô Bạch, để em tiến cô. Bạch Băng, em uống rượu rồi cơ mà. Ngô Bình, không sao, em có tài xế. Cương Tử lái xe tới, chiếc xe này không phải của Ngô Bình, mà là chiếc Rolls Royce mà Diệp Huyền lái từ thiên kinh tới. Bạch băng ngồi lên xe rồi không nhịn được nói, Ngô Bình, em làm trong ngành rồi thì nên khiêm tốn một chút. Ngô Bình cười nói, đấy chỉ là hư danh thôi cô, còn chủ yếu là em làm kinh doanh. Bạch băng cảm thấy rất hiếu kỳ, thế ư, em kinh doanh gì? Ngô Bình, bất động sản, đá quý. Càng lúc Bạch Băng càng thấy Ngô Bình rất thần bí, Cô ấy cười nói, xem ra em là học sinh xuất sắc nhất trong những học sinh mà cô từng dạy rồi. Ngô Bình cười nói, cô Bạch, cô cũng là cô giáo xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Bạch Băng liếc nhìn anh, "Thôi đi, khi mới mười mấy tuổi đã dám viết thư tình cho cô, em còn nhớ không hả?" Ngô Bình ngại ngùng nói, "Kìa cô, chuyện xưa rồi mà cô cứ nhắc mãi." Bạch Băng cười khúc khích, nụ cười của cô ấy như trăm hoa đua nở, Ngô Bình nhìn đến ngây ngẩn sau đó không nhịn được mà nhìn xuống những nơi cấm kỵ, đã thế còn dùng khả năng nhìn xuyên thấu. Bạch băng chợt im lặng rồi nghiêm giọng em nhìn đi đâu thế hả? Ngô Bình vội ngoảnh mặt đi, dạ, em đang suy nghĩ mấy việc. Cô Bạch, mai cô đi mà có vấn đề gì thì cứ gọi cho em nhé. Chiếc xe lăn bánh tới khu mà Bạch băng sống, Ngô Bình tiến cô ấy xuống xe rồi nhìn cô ấy đi vào trong tiểu khu. Anh chưa lên xe ngay mà nói với cương tử, anh lái xe ra xa đi, lát tôi sẽ gọi anh sau cương tử lái xe đi còn ngô bình thì đi vào trong tiểu khu anh đi theo bạch băng từ phía xa cho tới gần khu nhà của cô ấy ngô bình trốn vào một chỗ rồi lẩm bẩm đã hiểm bùa rồi thì ngày nào cũng phải ra trì thêm kiểu gì hắn cũng phải xuất hiện thôi ngô bình kiên nhẫn chờ đợi khoảng một tiếng sau khi đã một giờ sáng có một bóng đen xuất hiện dưới tầng rồi đi lên trên người đó có khí thức băng lạnh và tu vi Ngô Bình bước ra nói, chờ mãi. Người đó giật mình rồi nhìn về phía anh. Mặt người đó chi chít sẹo, dáng người không cao, da đen nhẻm, rõ ràng là người Đông Nam Á. Người đó hừ nói, cậu dám xen vào chuyện của tôi à? Hắn nói tiếng viêm long rất ngượng nghịu, Ngô Bình phải lắng tai mới nghe rõ được. Ngô Bình bước tới gần như một hồn ma, đứng cách hắn chừng 3 mét, sau đó giơ tay bắn ra mấy chỉ phong. Người Đông Nam Á đó kêu lên một tiếng, sau đó đã bị điểm huyệt nên không thể cử động hắn tỏ vẻ kinh hãi nói cậu là tông sư cảnh giới thần ngô bình sách cổ hắn lên bằng một tay như sách một con dối sau đó cả hai cùng đi ra bên ngoài mà không một ai phát hiện ra điều bất thường gì chỉ thấy họ như hai người bạn đang sóng vai nhau bước đi sau khi rời khỏi tiểu khu họ đi tới một chỗ không có camera ngô bình mới quệt một ít thuốc lên chóp mũi hắn thuốc này có tác dụng rất tốt thầy bùa lập tức đờ người ra anh là ai? Thầy bùa lẩm bẩm, tôi là Kê ôn, thầy bùa người miến điện. Ai thuê anh ra tay với Bạch Băng? Một người tên là La Tử Thông, anh ta trả tôi 5 triệu. Anh toàn làm việc ở Viêm Long à? Không, lần này tôi đến Viêm Long là vì một thứ, nhận đơn hàng chỉ là tiện thể thôi. Hả, thứ gì thế? Tìm di vật của thần linh, Kê ôn đáp. Thần linh? Đúng vậy, 150 năm trước thần linh của Đông Nam Á chúng tôi đã mất ở đây, di vật của người cũng ở nơi này. Ngô Bình nổi hứng nói, thần linh đó là người như thế nào? Tu vi cao đến đâu? Tại sao lại chết? Thần linh tên là Minh Thái Tôn, tu sĩ Viêm Long, sau khi tiến vào cảnh giới địa tiên thì đến Nam Dương tìm đường đột phá lên cảnh giới thiên tiên. Người phát hiện thuật bùa chú xuất phát từ vu đạo viễn cổ nên chuyên tâm học và trở thành thần linh. Khi Minh Thái Tôn 300 tuổi thì quay về Viêm Long, không biết đã xảy ra xung đột gì với tu sĩ cảnh giới địa tiên trương huyền nhất nên đã cả hai đã đại chiến ba ngày ba đêm trên núi tiên hạc. Cuối cùng thì cả hai cùng bỏ mạng, trận chiến ấy còn khiến bao nhà dân gần đó sụp đổ. Sau đó cả thần linh và trương huyền nhất đều mất tích, không có xác, mà chỉ còn vết tích hỗn loạn của trận đại chiến thôi. Vì thế anh nghĩ di vật của họ sẽ ở trên núi tiên hạc ư, Ngô Bình hỏi. Kê ôn gật đầu, chắc chắn là thế, cách đây không lâu tôi đã nhận được tin là có nhiều người lên núi tiên hạc tôi nghĩ là họ đã phát hiện ra thứ gì đó ngô bình lập tức nghĩ ngay đến huyết ly trên núi rồi hỏi anh lấy tin từ đâu tôi có một người bạn là đệ tử của đường môn cậu ta bảo đường môn đã có hành động lớn trên núi tiên hạc dù cậu ta không biết cụ thể là gì nhưng tôi đoán là có liên quan đến di vật của minh thái tôn ngô bình anh có biết huyết ly không huyết ly tôi từng nghe người bạn kia nhắc đến rồi cậu ta bảo đường môn bắt được một con dị thú trong truyền thuyết tên là Huyết Ly cho nên đã có không ít cao thủ thiệt mạng. Ngô Bình biết chuyện này có liên quan đến đường môn, nhưng rốt cuộc họ đã có phát hiện gì? Anh hỏi tiếp, anh định ra tay từ đâu? Tôi chưa nghĩ xong, đang định thu thập thông tin trước rồi chờ thời cơ hành động. Có nhiều người biết chuyện này không? Chắc nhiều, vì tôi biết đã có không ít cao thủ đang muốn lên núi Tiên Hạc, họ sẽ đến huyện Minh Dương sớm thôi chương 236, khuyên góp 1 tỷ. Ngô Bình, anh đã giết hại bao nhiêu người vô tội trong đời rồi? Và đã làm bao nhiêu người bị thương? Kê ôn trầm mặc rồi nói, tôi đã giết 109 người, còn người bị thương thì trên 1.000 người. Ngô Bình cười lạnh nói, quá ác độc, chắc nhiều năm qua, anh đã tích được rất nhiều tiền đúng không? Giao hết ra đây, tôi sẽ giúp anh giảm bớt chút tội ác, coi như thay trời hành đạo. Kê ôn, giờ tôi chỉ có 1.5 tỷ thôi, Ngô Bình, tốt. Anh đọc số tài khoản cho Kê-ôn rồi ra lệnh, anh hãy chuyển hết tiền vào số tài khoản này. Kê-ôn lặng lẽ rút điện thoại ra rồi chuyển toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản của Ngô Bình, tổng cộng là 1 tỷ 532 triệu. Kê-ôn này đã mắc tội tài trời, nếu phát xét theo pháp luật thì chắc sẽ bị xử tử hình. Song hắn là người có quyền có thế ở miến điện, thực lực lại mạnh nên không ai làm gì được. Ngô Bình nhìn hắn rồi nói, hãy tìm nơi nào đó rồi tự sát đi chỉ có cách đó mới bù lại các tội ác của anh được thôi. Ngô Bình đã hoàn toàn khống chế ý thức của Keon, hắn nghe xong thì lập tức rời khỏi công viên rồi đi tới hồ, sau đó nhìn trái ngó phải rồi bê một tảng đá to nhảy xuống nước. Nước chảy vào phổi hắn phun ra bọt khí, lúc này vô vàn những người từng bị hắn giết đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó ý thức hắn dần trở nên mơ hồ rồi biến mất. Trong cuộc đời, Keon đã làm quá nhiều việc ác, dù hôm nay hắn tự sát thì cũng chỉ là báo ứng thôi. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ, Ngô Bình cảm thấy số tiền này rất bất ổn. Trong phiến ngọc có ghi chép rằng tiền của phi pháp luôn dính nghiệp, nếu ai giữ bên người thì sớm muộn cũng bị nghiệp quật. Hơn nữa, tu vi càng cao thì nghiệp càng nặng, đến một ngày, khi nghiệp tích đủ nặng thì sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành. Trong miếng ngọc có đề cập tới vài cách xử lý những khoản tiền này, một trong số đó là phân tán, chia cho mỗi người một ít để cùng gánh. Nếu làm vậy thì nghiệp của mình sẽ giảm bớt. Vì vậy Ngô Bình quyết định sẽ dùng một phần đem đi làm từ thiện, để tán nghiệp, đồng thời cũng giúp được những người đang cần tiền. Quyết vậy xong, anh gọi ngay cho Chu Thanh niên, vì anh nhớ cô ấy từng có một thời gian làm từ thiện nên sẽ có hiểu biết nhất định về chuyện này. Đêm đã khuya, Chu Thanh niên ngủ say, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Ngô Bình thì lập tức ngồi dậy ngay, sau đó cười hỏi anh Ngô, anh chưa ngủ à? Ngô Bình, Thanh niên, anh có chuyện nhờ em giúp, anh đang muốn làm từ thiện, tạm thời có một tỷ, anh muốn nghe ý kiến của em. Chu thanh niên ngẩn ra hỏi, anh ngô, sao anh lại muốn làm từ thiện những một tỷ? Có lý do gì đặc biệt không? Ngô Bình cười nói, không, chỉ là anh muốn làm thôi. Chu thanh niên không khỏi khâm phục anh, nói anh ngô, năm ngoái em có tìm hiểu về các trẻ em bị khiếm thính, hầu hết các em ấy đều không được chữa trị đến nơi đến chốn, càng không mua được máy trợ thính. Em nghĩ anh có thể làm từ thiện ở đây, để giúp những trẻ em khiếm thính này. Ngô Bình, hả, cả nước có bao nhiêu trẻ em như vậy? Chu Thanh Nhiên, theo em tìm hiểu được thì có 150.000 trẻ, hơn nữa năm nào cũng có hơn 20.000 trẻ khiếm thính chào đời. Ngô Bình ngạc nhiên, nhiều thế ư. Chu Thanh Nhiên gật đầu, vâng, chữa khỏi cho mỗi trẻ như vậy thường tốn khoảng 200.000. Ngô Bình cao mày, nói vậy thì một tỷ này cùng lắm chỉ chữa khỏi cho 5.000 trẻ thôi à. Chu Thanh Nhiên nói, anh Ngô, một tỷ là nhiều lắm rồi, cả nước khuyên góp mới được có 200 tỷ thôi mà. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, vậy chúng ta bắt đầu từ tỉnh ca trước, hộ nào không có khả năng kinh tế chữa trị cho con em nhà mình thì chúng ta sẽ hỗ trợ hết. Chu Thanh Nhiên, anh Ngô, nếu chúng ta bắt đầu từ tỉnh ca trước thì em nghĩ nên xây một bệnh viện chuyên chữa bệnh khiếm thính, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều chi phí chữa bệnh, hơn nữa mua các sản phẩm cần thiết cũng được rẻ hơn. Ngô Bình, hay đấy, nếu em rảnh thì lên kế hoạch cho anh nhé. Chu Thanh Nhiên cười nói, vâng. Sau đó, cô ấy nói tiếp, à, nhờ đủ vốn nên nhà máy của ông em hoạt động tốt lắm, tháng này đã thu lợi hơn 300 triệu, anh được chia 100 triệu nhé. Giờ Ngô Bình không còn thiếu tiền nữa, riêng giá trị từ số cổ phiếu thôi, anh đã có khoảng chục tỷ rồi, nên 100 triệu này không là gì cả. Ừm, um, khá lắm, em chẳng những không bán nhà máy mà còn kiếm được tiền rồi. Nhắc đến chuyện này, Chu Thanh Nhiên nói, anh Ngô người muốn nhà máy của ông em hôm nay lại hẹn gặp em, nghe giọng ông ta còn có vẻ uy hiếp. Ngô Bình cười lạnh nói, uy hiếp em ư, ông ta bảo gì? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 17